Thế cái buổi VIP ngày hôm nay này thì các bạn chú ý là cái phần khối đa diện ấy, khối đa diện này nhá, khối đa diện này có lẽ là phải sự ghi tắt luôn đi nhỉ. Khối đa diện nhá. Thầy sẽ chia cho các bạn làm hai cái buổi, buổi 1 và buổi 2. Được chưa nào? Thế cái buổi 1 của các bạn ấy, nó chính là cái buổi này này, nó chính là hai cái bài toán cơ bản ở trong cái đề thi mà hay xuất hiện nhá. Buổi 1 chính là cái buổi hôm nay là hai bài toán này này. Được chưa nào? Thế cái buổi 2 nó là cái buổi rất là quan trọng, đấy là về liên quan đến nó gọi là tỷ số thể tích. Tỷ số thể tích. Nhá. Đấy, đấy là cái tuần sau chúng ta sẽ có một cái buổi mà liên quan đến. Ok, chào các bạn nhá. Chào Khánh Huyền, Khánh Nguyễn này. Ok, chào Dung này. Chào Hải Lê nhá, chào Thanh Sơn. Rồi, chào anh Hoàng, ok. Đấy. Thế thì chú ý cho thầy ấy, là cái buổi ngày hôm nay đấy là hai cái bài toán mà hay xuất hiện trong đề thi, và một cái buổi nữa vào tuần sau đấy là về phần là tỷ số thể tích đấy. Chắc là các bạn là cũng đã nắm sơ sơ qua về cái phần mà về liên quan đến khối đa diện rồi đúng không? Ok, chào Huỳnh Trang nhá, Gia Linh Huỳnh Trang à, ai chà, hay quá. Hiền Nguyễn, ok, chào em nhá. Rồi, thế thì cái buổi ngày hôm nay này, hai cái bài toán cơ bản ở trong đề thi ý, nó là cái gì? Thì em nhớ nhá, cái buổi 1 là cái buổi hôm nay ấy. Thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn này, thầy sẽ giới thiệu cho các bạn nhá. Hai cái bài toán thì cái bài toán đầu tiên ấy nó là liên quan đến khối chóp. Khối chóp nhá. Khối chóp này. Đấy. Cái thứ hai ấy, đấy là khối lăng trụ. Nhá, khối lăng trụ. Đấy, đây chính là hai cái bài toán mà trong cái đề thi hay xuất hiện. Thế thì cái khối chóp ấy thì nó lại chia ra như sau, khối chóp lại chia ra như sau này. Khối chóp chia ra là khối chóp mà có cạnh bên mà vuông góc với đáy nhá, cạnh bên này, được chưa nào, mà vuông góc với đáy nhá. Đấy, cái thứ hai đấy là mặt bên nó vuông góc với cả đáy. Đây là những cái bài toán mà nó điển hình và nó hay xuất hiện trong cái đề thi thì chú ý thầy nhá. Rồi là cái khối chóp nó gọi là khối chóp đều, chóp đều. Đấy, được chưa nào, đấy. Nhớ này, cạnh bên vuông góc với đáy này, mặt bên vuông góc đáy này và chóp đều nhá. Đây là ba những cái mà ba cái bài toán mà nó hay xuất hiện trong cái phần mà khối chóp, liên quan đến khối chóp. Phải nói là như thế này này, đấy là cái đề thi của các bạn ấy thì gần như chắc là phải đến 80 đến 90% là nó sẽ rơi vào những cái bài toán mà thầy giới thiệu cho các bạn. Thế còn lại ấy, thì nó là một số những cái bài toán nâng cao thì chúng ta không không nói làm gì nhá. Tại vì những cái bài toán nâng cao đấy thì nâng cao hẳn thì chúng ta không làm gì nhá. Đấy. Tất nhiên là cái bài toán nâng cao của bạn nó chỉ có khoảng cỡ 1 đến 2 câu ở trong cái đề thi thôi, được chưa nào? Đấy. Thì các bạn chú ý này, các bạn tập trung vào cho thầy những cái bài toán mà cơ bản ấy thì nó sẽ ăn điểm rất là nhiều nhá. Thế còn là những cái bài toán mà nâng cao hẳn kia ấy, thì nó chỉ có 1 đến 2 câu thì các bạn thấy là tỷ lệ nó rất là ít, được chưa nào? Đấy, thì chú ý thầy nhá. Khối lăng trụ này thì thầy sẽ giới thiệu cho các bạn nó có hai loại này. Đấy là lăng trụ đứng, lăng trụ đứng. Và lăng trụ xiên. Được chưa nào? Đấy. Hôm nay chúng ta sẽ cái buổi này là cái buổi đầu tiên của các bạn ấy về cái phần mà khối đa diện ấy. Đấy. Thì các bạn thấy rằng là thầy sẽ quét hết cho các bạn về khối chóp và khối lăng trụ nhá. Thế còn cái buổi sau là chúng ta chú ý này, có một cái bài rất là hay liên quan đến gọi là tỷ số thể tích nhá. Ok, chào các bạn nhá. Chào Hiền Nguyễn này, chào Vũ Nhiên. Ok. Chào Duy Thức, rồi Quỳnh Trúc, Linh Hoàng, ok Huyền Trang, rồi Vũ Phong, rồi chào tất cả các bạn nhá, chào tất cả các bạn nhá. Thì em chú ý cho thầy là cái buổi ngày hôm nay là thầy sẽ quét hết cho các bạn hai cái bài toán liên quan đến khối chóp và khối lăng trụ nhá. Đấy, trong khối chóp thì nó xuất hiện ba cái bài toán cơ bản trong cái đề thi, đấy là cạnh bên vuông góc với đáy, mặt bên vuông góc với đáy và chóp đều nhá. Thế còn là khối lăng trụ của bạn ấy thì thông thường đề bài ở trong các cái đề thi người ta sẽ cho đấy lăng trụ đứng hoặc là lăng trụ xiên, được chưa nào, em chú ý cho thầy nhá, được chưa? Đấy. Có lẽ là bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào đối với cả buổi hình ý, thì thầy sẽ giải một cách gọi là từ từ cho các bạn, được chưa nào? Đấy, thầy sợ là nhiều nhiều bạn là buổi này là lý thuyết, không không, buổi này không lý thuyết nhá, không lý thuyết, chúng ta đi vào luôn bài tập nhá, không phải lý thuyết đâu. Khi nào cần nhắc lại lý thuyết thì thầy sẽ nhắc lại cho các bạn, được chưa nào? Đấy, thế còn chúng ta sẽ đi vào thẳng bài tập luôn em nhá. Đấy, chú ý cho thầy đấy, được chưa? Ô, bây giờ có lẽ là không chém gió linh ta linh tinh nữa, chúng ta sẽ vào luôn cái đề nhá. Hôm nay này thì thầy sẽ chia cho các bạn là có 18 câu nhá. Đấy, 18 cái câu nhá. Đấy, được chưa nào? Và hôm trước
Khi mà thầy livestream về cái phần mà tương giao giữa hai cái đồ thị với nhau ấy, là có những cái phương pháp rất là hay rồi đúng không? Đấy, các bạn chú ý thầy là cái buổi sau chúng ta có phần tỉ số thể tích cũng là các cái phương pháp rất là hay các bạn nhé. Đấy. Thế còn cái buổi hôm nay nó là một cái buổi mà sẽ là nền tảng để mà các bạn nắm thật chắc về cái phần mà khối đa diện nhé. Cái phần này của các bạn lại chiếm đề trong đề thi rất là nhiều, được chưa nào? Chứ còn đừng tập trung quá vào những cái bài toán mà quá khó em nhé. Đấy. Em chưa học phần này nữa rồi, có bạn bảo Linh Hoàng bảo là em chưa học phần này nữa rồi. Chào Vũ Phương nhá, chào Cường nhá, ok thầy nhá. Đấy, hôm nay có 18 câu đấy, được chưa nào? Hôm nay có 18 câu đấy, và cái chúng ta sẽ vào luôn, bắt đầu từng câu một em nhá, bắt đầu từng câu một này, thầy sẽ đi hết sức là chậm rãi cho các bạn để các bạn tất cả các bạn đều nắm được nhá. Nào, đây là cái bắt đầu chúng ta vào câu số 1 nhá. Ta đọc đề này. Cho một cái hình chóp là SABC có đáy là tam giác vuông cân tại đỉnh C, được chưa nào? Vuông cân em nhá. Đấy. Và người ta bảo là cạnh bên SA vuông góc mặt đáy. Đây chính là cái tình huống đầu tiên, đó là liên quan đến chóp nhưng mà nó cho là cạnh bên nó có một cạnh vuông góc với cả đáy em nhá. Đấy, biết rằng là AB, biết rằng SB, người ta bảo tính thể tích của khối chóp này. Và người ta bảo là thể tích của khối chóp này nó là V, người ta bắt tính cái tỉ số này bằng bao nhiêu nhá. Thế thì em chưa học hình luôn à? Ui rồi, nhiều bạn bảo là em chưa học hình nhỉ? Rồi thế thì vào học luôn nhá, vào học luôn được chưa nào? Các bạn vào học luôn nhá. Nào, bây giờ trước hết là chúng ta sẽ vẽ ra này. Em chú ý cho thầy ấy, trong cái hình chóp mà nó có cạnh bên vuông góc với đáy nhá. Đây, đáy nhá. Đây. Trước hết này các bạn nhớ cho thầy này là cái thể tích của là chóp nhá. Thì nó là 1 phần 3 của là diện tích đáy nhân cả chiều cao. Được chưa nào? Đấy nhá. Số bạn là đã học rồi đúng không? Một số bạn là học rồi, một số bạn mà chưa học thì cùng chúng ta cũng vào luôn nhá. Nhớ rằng là thể tích của chóp ấy, được chưa nào, thì là 1 phần 3 của diện tích nhân chiều cao nhá. Nào, bây giờ chúng ta sẽ có là như sau. Nào bây giờ nhá. Đấy, SA vuông góc với mặt đáy này. SA vuông góc mặt đáy này. Được chưa? Đây là S nhá, đây là A này, đấy. Em có thể đánh đây là C chẳng hạn, đây vuông cân tại C, ok. Đây là B chẳng hạn nhá. Đấy, được chưa nào? Vuông cân tại đây. Đấy, được chưa? Nào, ta có SA vuông mặt đáy này. Thì em nhớ cho thầy ấy là trong cái bài toán là gì? Là cái hình chóp mà có cạnh bên mà vuông góc với đáy nhá, thì cái chiều cao luôn luôn nó là cái cạnh mà nó vuông góc với đáy, được chưa nào? Luôn luôn nhớ cho thầy là cái chiều cao của các bạn ấy thì nó chính là SA luôn nhá. Tức là chiều cao nó chính là cái đường mà vuông góc với cả đáy, được chưa nào? Em nhớ cho thầy là như thế nhá. Như vậy ấy, em nhớ cho thầy này. Thì khi đó nhá, bây giờ người ta cho là AB đúng không? AB bằng 4A. Thông thường trong các bài toán thì các bạn cho hết cho thầy là cho A bằng 1 nhá, cho A bằng 1 cho thầy để tính toán cho nó dễ. Thì giờ cho A bằng 1 nhá. Thì em này, cho A bằng 1 thì AB của em nó bằng 4. Được chưa? Bằng 4 nhá. SB thì nó bằng 6. Đấy. Thì bây giờ em nhớ cho thầy ấy, là cái thể tích thì nó là 1 phần 3 của là diện tích đáy, tức là diện tích của tam giác ABC nhân với cả là gì? Nhân với chiều cao chính là SA. Được chưa nào? Em nhớ cho thầy là như thế nhá. Em nhớ cho thầy này là trong hình chóp mà cứ có là cạnh bên vuông góc với cả mặt đáy thì đường cao chính là cái cạnh mà vuông góc đấy. Được chưa nào? Em nhớ cho thầy nhá. Như vậy thì đầu tiên thì các bạn sẽ tính được ngay SA nhá, tính SA này. Tính SA nhá. Nào, bây giờ SA thì các bạn gắn vào cái tam giác là SAB đúng không? Vậy chúng ta có như sau là SA của em này thì nó bằng căn bậc 2 của là SB bình phương trừ đi là AB bình phương. Kết quả nó bằng căn bậc 2 của 6 bình trừ 4 bình. Và nó bằng là 36 đúng không? 36 mà trừ đi 16 đúng không? Căn 20. Căn 20 nó là 2 căn 5. Được chưa? Nó là 2 căn 5 nhá. Đấy, các bạn có thể bấm máy cũng được. Được chưa nào? Tiếp đến là chúng ta có là gì? Là tính cho thầy. Tính cho thầy. Tính cho thầy là cái diện tích của cái tam giác ABC ấy. Được chưa nào? Đấy là các bạn sẽ thấy rằng là cái diện tích của tam giác ABC này này thì nó bằng 1 phần 2 của cái gì nào nào? Nó có AB AC nhân với cả là BC. Đúng rồi đấy, tại vì tam giác vuông tại C mà. Thế nhưng bây giờ chúng ta chưa biết, nhưng mà chúng ta lại có được rằng là cái gì? Em nhớ cho thầy này là AB AC bình phương cộng với cả BC bình phương nhá. Đoạn này làm từ từ cho các bạn này thì nó bằng là AB bình phương. Đấy, thực ra cái này nó có một cái công thức nhanh cũng được, nhưng mà thầy muốn là đi từ từ cho các bạn để thế nào. Đấy. Vậy tức là tương đương với em nhớ này, tam giác vuông cân nhá, tam giác vuông cân. Vậy chứng tỏ rằng là AC với cả BC bằng nhau, như vậy thầy có thể thay là hai lần AC bình phương thì nó bằng AB bình phương. Đấy. Và nó bằng là cái gì? Ta dẫn ra là AC của các bạn nó bằng là gì? Là AB bình phương
chia cho 2, đúng không? Đấy. Vậy tức là bằng bao nhiêu các bạn? Bằng là 16 chia cho 2 và kết quả nó bằng 8. Đúng không? Đấy, nó bằng 8 nhá. Nó bằng 8, ta dẫn ra là AC của các bạn thì nó bằng là gì? Nó bằng là 2 căn 2. Được chưa? Đấy, bây giờ các bạn lắp vào cho thầy là xong nhá. Em lắp vào đây cho thầy. Nào, bây giờ ta dẫn ra là cái diện tích của cái tam giác ABC ấy, thì nó bằng 1 phần 2. AC với BC bằng nhau em nhá. Như vậy em có thể hiểu là AC bình phương. Được chưa nào? Vậy kết quả nó là 1 phần 2 nhân với cả là AC bình phương thì chính là bằng 8. Được chưa? Đây này, thầy vừa thay đây này. Được chưa nào? Bằng 8. Và kết quả chỗ này bằng 4. Được chưa nào? Vậy có hết rồi. Em chỉ việc thay vào thôi nhá. Vậy bây giờ chúng ta có là cái thể tích của là S ABC. Kết quả nó bằng bao nhiêu các bạn? Nó bằng là 1 phần 3 nhân diện tích đáy đây chúng ta vừa tính xong là bằng 4. Được chưa nào? Nhân với cả là chiều cao là SA nó là 2 căn 5 nhá. Vậy kết quả nó là 8 phần 3 căn 5. Được chưa? Đấy. Vậy nhưng mà đề bài người ta không chưa bắt tính cái thể tích đấy, đấy mà người ta lại bắt tính cái tỷ số này cơ. Người ta bắt tính cái tỷ số là A mũ 3 chia cho là 3V. Tức là người ta đang bắt tính cái tỷ số là A mũ 3 này chia cho là 3V. Thì như thầy đã nói từ đầu ấy, đấy là cái thằng mà A thì thầy cho bằng 1 rồi. Cho nên chỗ này nó sẽ là 1 chia cho 3V. Và kết quả nó bằng là 1 chia cho là 3 nhân với cả 8 căn 5 chia cho 3. À như vậy 3 này với 3 này hết, được chưa? Đấy, các bạn có thể là chụp căn thức ở mẫu cũng được nhá. Thầy thử luôn này. Nào, 1 chia cho là 8 căn 5 nhá. Đấy, kết quả nó ra là căn 5 trên 40. Đấy, đây chính là cái kết quả cuối cùng của chúng ta. Đấy, được chưa? Kết quả cuối cùng của chúng ta nhá. Ok, chào các bạn nhá. Chào Linh Hoàng, chào Thanh Sơn à. Rồi, chào Dũng nhá. Dũng TV à. Úi dồi, nghe nghe hay quá nhở. Đúng là YouTube đây, cho nên là Dũng TV này. Nhật Tú Official à. Ok, chào em nhá. Ok nhá. Như vậy bài này nó sẽ ra là căn 5 trên 40. Đáp án của chúng ta là đáp án B. Đoạn B em nhá. Đấy, được chưa nào? Căn 5 trên 40. Ok chưa nào? Và này thì đấy, như vậy là em nhớ rằng là cái thể tích của chóp thì nó là 1 phần 3 của diện tích đáy nhân chiều cao. Với cái mà cạnh bên mà nó vuông góc với đáy thì em luôn luôn nhớ cho thầy chiều cao nó chính là cái cạnh bên mà nó vuông góc với mặt đáy nhá nhá. Đấy, nhớ cho thầy nhá. Rồi, xem còn bạn nào thắc mắc câu này nữa không? Chúng ta chuyển tiếp nhá. Chuyển tiếp sang câu 2 này. Câu 2 nhá. Đây rồi. Nào ta chuyển tiếp câu 2 nhá. Người ta bảo là thế này, đấy là cho một cái hình chóp là SABCD. À như vậy đây là hình chóp tứ giác đúng không? Còn đáy là hình vuông, có cạnh là A và SA người ta cho vuông góc với mặt đáy. Đấy lại dữ kiện là SA vuông mặt đáy này, được chưa nào? SD tạo với cả mặt phẳng là SAB một góc nó bằng 30 độ. Đấy và người ta bắt tính thể tích của cái khối chóp là SABCD nhá. Đấy. À, cái đoạn này thì thầy lưu ý cho các bạn là như thế này này. À, trong cái đề thi ấy, thì rất là nhiều bạn là đọc không đọc hết đề. À, đôi khi là có những cái tình huống là người ta bắt các bạn chỉ tính cái thể tích của cái là S ví dụ như là ABC thôi. Đấy, nhiều bạn là không đọc hết đề cứ tưởng là tính khối chóp là khối chóp tất cả luôn. Đấy, em nhớ cho thầy nhá là phải đọc kỹ hết cái đề này này. Được chưa nào? Đây là bắt tính thể tích của khối chóp là S ABCD, được chưa? Đấy, em phải tính cả nhá. Nào bây giờ chúng ta sẽ vẽ cái hình này ra nhá. Nào. Đây là A này, SA là vuông góc mặt đáy này. SA vuông góc mặt đáy này nhá, SA vuông góc mặt đáy này. Đấy. Được chưa? S này nhá, A này, B này, C này, D nhá. Đấy. Nào thế bây giờ người ta bảo là như thế này này, người ta bảo là cái hình vuông, đáy nó là hình vuông rồi này. Đáy nó là hình vuông. Đúng chưa? Có cạnh là A. Đấy nhá. Như vậy là diện tích đáy em tính được ngay đúng không? Diện tích đáy là tính được ngay. Bây giờ người ta bảo là cái gì? Là SD nó tạo với cả mặt phẳng là SAB ấy, một góc bằng 30 độ. Bây giờ cái đoạn này là xử lý như thế nào mới là quan trọng này. Cái SD nó tạo với cả mặt phẳng SAB một góc bằng 30 độ. Cái đoạn này là liên quan đến lớp 11 này. Em nhớ cho thầy này là cái SD ấy, mà tạo với cả mặt SAB nhá thì các bạn nhớ cho thầy là góc giữa đường và mặt nó là góc giữa đường và hình chiếu của nó trên cái mặt đấy, đúng không nào? Vậy em nhìn này, là góc giữa SD nhá với cái mặt SAB ấy. Nhá thì em nhớ cho này, em nhớ này là cái mặt SAB ấy, nó gọi là mặt đứng nhá,
Đấy, thầy nhắc lại cái đoạn này luôn này. SAB nó gọi là mặt đứng. Thì khi đường mà vuông đường ấy mà góc giữa đường và mặt đứng ấy thì các bạn chỉ cần làm một cái động tác nhỏ cho thầy như sau, đấy là từ cái đỉnh mà nó giao với đáy này này, được chưa nào? Em kẻ vuông góc với cả mặt đứng cho thầy nhá, em kẻ vuông góc với mặt đứng thì dẫn đến là cái gì? Dẫn đến em khi em kẻ vuông góc ấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái DA này nó đang vuông góc với cả mặt phẳng SAB. Đấy. Vậy các bạn nhìn thấy cho thầy như sau nhá. Chúng ta có thể chứng minh được ngay này, ta có thể chứng minh được ngay nhá. Là cái SD này của các bạn nhá. Này, em nhớ nhá, em nhớ này. Là cái SD chúng ta đang có là cái mặt SAB nó đang vuông góc với cả mặt đáy là ABCD. Được chưa nào? Đấy. Vuông góc mặt đáy ABCD nhá. Thế thì khi các bạn kẻ là DA ấy mà nó vuông góc với cả giao tuyến là AB ấy, được chưa nào đây nhá? Nó vuông góc với nhau theo giao tuyến là AB. Với cái bài này thì thầy chứng minh cho các bạn. Thế còn là các cái bài sau thì chúng ta sẽ không chứng minh nhá. Nào. Thế thì bây giờ chúng ta mới dẫn ra được gì? Là DA của các bạn ấy nó sẽ vuông góc với cả mặt phẳng là SAB. Hay nói cách khác đấy là cái gì? Là cái điểm A này nó chính là hình chiếu của điểm D lên cái mặt phẳng là SAB. Đúng không? Vậy cái góc giữa SD với cả mặt SAB nó chính là góc giữa SD với cả là SA. Đúng không? Tại vì các bạn thấy rằng là D này chiếu lên nó chính là điểm A, mà điểm S này này chiếu lên thì nó chính nó. Đúng nào đấy. Vậy chúng ta dẫn đến là cái góc của các bạn ấy nó chính là cái góc này này. Góc giữa SD với cả là SA thì cái góc này nó là 30 độ. Đúng không? Đấy, thì các bạn nhớ cho thầy nhá, các bạn nhớ cho thầy nhá, được chưa nào? Đấy, đây là giải thích rất là chi tiết cho các bạn ấy, được chưa nào? Thì em nhớ rằng này, như thầy đã là nói ở trong cái phần cái ví dụ đầu tiên ấy, được chưa nào? Thì chúng ta có là khi đề bài người ta cho cái cạnh là A nhá, thì em cứ cho lúc nào cũng thế, em cho A bằng 1 cho thầy. Thế thì cái cạnh này nó là sẽ là 1. Được chưa? Cạnh này nó là 1 hết. Đấy, được chưa nào? Vậy cái thể tích của là SABCD nhá thì nó có phải là 1/3 của diện tích ABCD nhân với cả là gì ấy, chiều cao nó là SA. Em nhớ cho thầy nhá. 2B đúng không ạ? À rồi ok, chào Lê Duy cái gì ạ? Đình Sử à? Không biết là thầy dịch có đúng không? Không biết thầy dịch có đúng không? Thì em nhớ cho thầy nhá. Như vậy là tính cái diện tích ABCD nhá thì các bạn thấy rằng là nó là hình vuông rồi, như vậy nó chính là một bình. Đúng không? Bằng 1. Thế còn SA các bạn tính thế nào? SA thì tính nhẹ nhàng thôi nhá. Ta có là tang của góc 30 độ. Tang 30 độ này. Em nhìn vào cho thầy thì có phải nó là AD chia cho là SA không? Và ta suy ra là SA của các bạn nó chính là AD chia cho tang 30 độ. Đúng chưa? Đấy. Vậy kết quả nó là 1 trên cho là tang 30 độ thì nó lại là 1 trên căn 3. 1 trên căn 3. Và kết quả nó bằng căn 3. Nhá. Vậy em lắp vào thì thực ra cái bài này nó là một cái bài mà nhẹ nhàng, nhưng nếu các bạn lại không nhớ được là góc giữa đường với cả là mặt thì bài này nó lại trở nên khó khăn, đúng không? Đấy, em nhớ cho thầy nhá. Như vậy chỗ này nó là 1/3 của là diện tích này nó là 1 nhân với cả là SA nó là căn 3. Và kết quả nó là căn 3 trên 3. Rồi, căn 3 trên 3 các bạn khoanh cho thầy đáp án B. Rồi, lúc ấy bạn nào khoanh B là chuẩn đấy nhá. Quên hình thầy ơi, úi dồi ôi đấy. Em nhớ này. Cái trường hợp này nó là góc giữa mặt bên và mặt đứng, cái cạnh bên và mặt đứng em nhá. Cạnh bên và mặt đứng này thì em chỉ cần làm một cái động tác là từ cái đỉnh cuối cùng này, từ cái đỉnh mà giao với đáy ấy, được chưa nào? Em kẻ vuông góc với cả mặt đứng như thầy nhá. Thì khi các bạn kẻ vuông góc ấy thì chẳng may nó lại trùng đúng với cái điểm A luôn, được chưa nào? Đấy. Do đó thì cái điểm D này này hình chiếu lên cái mặt SAB ấy, mặt đứng ấy thì nó chính là cái điểm A luôn. Được chưa nào? Em nhớ cho thầy nhá. Quên hình thì chắc vẫn nhớ ảnh. Nó gọi là hình ảnh ấy hả? Nó gọi là hình ảnh hả? Đấy, được chưa nào? Em nhớ cho thầy nhá, em nhớ cho thầy nhá, được chưa nào? Như vậy bài này là khoanh B nhá. Chờ đấy, bạn nào mà quên hình thì vào luôn nhá. Các bạn đã thi học kỳ 2 của lớp 11 chưa? Một số bạn là thầy biết là còn chưa đâu nhá. Hẳn nào. Cái này nó rất là hữu ích. Các bạn thi học kỳ là có luôn đấy, đúng không? Thi học kỳ là chúng ta xem luôn. Đấy. Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tiếp theo nhá. Cho một cái hình chóp có đáy nó là hình chữ nhật. Đấy. Người ta cho AB, cho AD, như vậy diện tích để tính được. Cạnh bên SA vuông góc mặt đáy đấy, người ta lại cho SA vuông góc mặt đáy này, người ta bảo thể tích của khối chóp SABCD biết rằng là góc giữa hai mặt phẳng. À như vậy lúc này là tình huống góc giữa hai mặt phẳng nhá. Nào bây giờ lại lại nhớ lại là góc giữa hai mặt phẳng nhá. Đấy, bài này lại quên thì lại toi này. Nào
Nhớ đấy là hình chữ nhật em nhá. Đấy là hình chữ nhật này. Đấy nó là hình chữ nhật nhá. Nào SA đang vuông góc mặt đáy này. Nhá, đáy là vuông góc này. Được chưa? Đấy, bạn nào mà làm cùng thầy thì làm luôn nhá. Làm cùng thầy làm luôn. Đây là S nhá, đây là A này, được chưa? Đây là B này, đây là C nhá, đây là D này, nhá nhá. Thi xong lâu lắm rồi thầy ạ. À, rồi ok. Nào, em nhớ này là cái đáy nó là hình chữ nhật. Đấy là hình chữ nhật thì AB của các bạn bằng 1 luôn. Tại vì thầy cho A bằng 1 nhá, cho bằng 1 này, AD thì bằng 2 đúng không? Đấy, em nhớ nhá. Như vậy diện tích đáy này chắc chắn tính được rồi, đúng không? Người ta bảo cạnh bên SA vuông mặt đáy này, người ta bảo là bên góc giữa hai mặt phẳng là SBD với cả là ABCD. Đây này, cái đoạn này nó mới gọi là căng này này, đúng không? Nào bây giờ là góc giữa SBD với cả là ABCD. Đấy, đây này. Rất là nhiều bạn sẽ xác định bị nhầm đấy. Em thi xong nghỉ gần được 2 tháng rồi à? Ờ rồi ok. Nào bây giờ này các bạn nhớ cho thầy là góc giữa, đây là góc giữa mặt bên và mặt đáy. Cái mặt này nó gọi là ABC là đáy đúng không? Thế còn cái là mặt SBD của bạn là mặt mặt bên. Thế thì góc giữa mặt bên và mặt đáy thì em nhớ cho thầy ấy, là từ cái chân đường cao này, được chưa nào? Từ chân đường cao em kẻ đường vuông góc với giao tuyến, được chưa? Em kẻ vuông góc với giao tuyến nhá. Thì nhớ cho thầy này, nó không phải là nó vuông góc tại đây đâu. Đấy nhiều bạn lại cứ nối hai cái đường này với nhau là bảo là vuông góc là sai đấy nhá. Bởi vì nó hai đường chéo của cái hình chữ nhật thì không thể vuông góc được rồi. Đúng không? Hai cái đường chéo ví dụ tại đây là O này. Em nhớ cho thầy là AC nó đang không vuông góc với cả là BD đâu em nhá. Đấy. Nhiều bạn mà chỗ này mà sai là học bét bài toán, được chưa nào? Em nhớ cho thầy nhá. Được chưa? Như vậy chỗ này của các bạn ấy, ví dụ ở đây các bạn kẻ một cái đường vuông góc ở đây này, được chưa nào? Đấy, ví dụ các bạn kẻ được đường vuông góc ở đây này. Đấy. Em nối vào cho thầy này, em nối vào cho thầy nhá. Để em nối vào cho thầy. Được chưa nào? Đấy, em nối vào cho thầy nhá. Thì cái góc giữa mặt bên và mặt đáy, ví dụ thầy đây gọi là điểm E đi, được chưa nào? Đây là điểm E đi. Thì cái góc giữa mặt bên và mặt đáy nó là góc này này và đề bài người ta đang cho nó là 60 độ. Được chưa? Nó đang cho 60 độ nhá. Đấy. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta trong bài này nó lại là đi tính cái cạnh SA đúng không? Em nhớ cho thầy nhá. Đấy. Đây chính là góc giữa mặt bên và mặt đáy, được chưa nào? Như vậy ở bài này thì chúng ta có diện tích của cái ABCD dưới đáy nhá thì nó sẽ là gì, là 1 nhân với 2 luôn và kết quả nó bằng 2, được chưa nào? Đấy. Được chưa? Hình chữ nhật. Thế bây giờ ấy, em nhớ cho thầy là SA đang vuông mặt đáy cho nên vuông góc mọi đường đúng không? À, chúng ta có là cái SA này của các bạn nhá. Các bạn có này là tan 60 độ. Đúng không? Thì có phải nó bằng SA này. Chia cho cái gì em ơi? Chia cho là AE. Đúng không? Ta suy ra là SA nó chính là bằng AE nhân với cả tan 60 độ. Đấy. Như vậy nhiệm vụ của bài này thì các bạn lại phải đi tính AE. Thế AE tính kiểu gì? Thì em nhớ cho thầy này là AE nó đóng vai trò là đường cao trong tam giác vuông ABD, đúng không? Đây là tam giác này, tam giác vuông tại A mà, từ chân nào AE nó đóng vai trò là đường cao, đúng không? Ta có công thức mà liên quan đến đường cao trong tam giác vuông như sau. Đấy. 1 trên cho AE bình phương bằng 1 trên cho là AB bình phương cộng 1 trên AD bình phương. Đấy, bạn nào mà quên công thức này là coi như hỏng vét bài toán, đúng không? Đấy. 1 trên AE bình phương này bằng 1 trên AB bình phương cộng 1 trên AD bình phương. Đúng không nào? Đấy, em nhớ thầy nhá, em nhớ thầy này. À, đây này, thầy vẽ cho các bạn lại này, vẽ cho các bạn ra nhá. Này, ví dụ đây nhá. Đây là A này, đây là B nhá, đây là D này. Thì cái đường vuông góc xuống đây này, thầy giả sử đây là E đi nhá, em nhớ cho thầy này. Thì cái đoạn này AE của các bạn này, 1 trên AE bình phương bằng 1 trên AB bình cộng 1 trên AD bình. Được chưa? Đấy. Bây giờ nhiệm vụ của em là em lắp số vào cho thầy. 1 trên cho 1 cộng với cả là 1 trên cho là 4. Được chưa? Đấy. 1 trên 1 cộng với cả 1 trên 4 đúng không? Và kết quả nó là 5 phần 4. Vậy ta suy ra là AE của các bạn nó chính là 4 phần 5. AE bình phương ta dẫn ra là AE nó bằng là 2 trên cho căn 5. Hay chính là 2 căn 5 trên cho 5. Được chưa nào? 2 căn 5 trên 5 đúng không? Đấy. Và bây giờ thì các bạn có hết rồi đấy. Các bạn có hết thông số rồi thì bây giờ các bạn lắp vào cái thể tích nhá. Ta suy ra là cái thể tích của là SABCD. Nó chính là 1 phần 3 của diện tích ABCD. Đây, diện tích ABCD thì đây. Các bạn lắp vào cho thầy là đây là 2. Nhân với cả đường cao của các bạn đây. Bây giờ chúng ta tính đường cao qua nhá. Đây này, em lắp vào đây cho thầy là SA của các bạn nó bằng AE nhân tan 60 độ. Như vậy là AE em đây rồi là 2 căn 5 trên cho 5. Tan 60 độ nó là căn 3. Vậy kết quả nó là 2 căn 15. Đúng không? Trên cho 5. Được chưa nào? Em lắp vào cho thầy thì chỗ này nó được là 2 căn 15 trên cho 5. Được chưa? Và kết quả nó bằng là
4 căn 15 trên cho là 15 nhá. 4 căn 15 trên 15, đáp án trong bài này là đáp án C đúng không? Đấy, được chưa nào? Đáp án C em nhá. Ừ đấy, hình như C rồi. Ok, Vũ Nhiên nhá. Ok, đấy, được chưa nào? Bài này ra C chuẩn đúng không? Đấy. Thầy làm rất là từ từ cho các bạn đấy, được chưa nào? Ok chưa? Ok chưa nào? Nhá. Đấy, em nhớ cho thầy là góc giữa cái này là ôn lại của cái lớp 11 rất là nhiều đấy, đúng không? Các bạn bạn nào mà nắm chắc về cái phần mà liên quan đến góc giữa đường và mặt và góc giữa hai cái mặt phẳng với nhau thì các bạn thấy rằng là cái trương mà khối đa diện này nó không phải là cái khó nữa đúng không nào? Đấy, em nhớ cho thầy nhá. Được chưa? Nào bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái bài tiếp theo nhá. Như vậy là thầy xong câu 3, được chưa nào? Xong câu 3 nhá. Đấy, được chưa nào? Ok chưa bọn em? Nhá. Đấy, thầy làm rất là từ từ cho bọn em đấy, được chưa? Ta đến tiếp với cả câu tiếp theo nhá. Câu số 4 nào. À, đây rồi. À, đề bài người ta cho là một cái khối chóp là SABCD có đáy nó là hình vuông có cạnh là A. Người ta cho SA vuông lại vuông góc bên đáy. Đấy, đấy chưa? Một loạt các bài liên quan đến vuông góc bên đáy. Nhưng mà đề bài này thì người ta cho là khoảng cách từ C đến cái mặt là SBD. Đấy, và người ta bắt thầy thể tích của khối chóp này đã cho. Thầy giảng lại chỗ dấu cộng thưa 3 là sao nhỉ? Dấu cộng thưa 3 là sao? 1 phần 4 bình ở đâu? Không phải là 1 phần 4 bình em ơi. Nó là 1 phần 2 bình. Bởi vì là AD nó bằng 2 mà em. AD nó bằng 2 mà. Đây này, AB nó bằng 2. Thì chỗ này nó là một đây này. Đây nhá, các bạn nhầm này. Đây nhá, chỗ này thầy bình phương luôn đấy. Chỗ này nó là 2 bình. Được chưa nào? Nó là 2 bình em chưa? Được chưa? Nó là 2 bình nhá. Nó là 2 bình này, 2 bình này. Thì chỗ này nó là 5 phần 4. Được chưa nào? Em nhớ nhá. Ừ đúng rồi, 1 phần 2 bình. Được chưa nào? 1 phần 2 bình nó là 1 phần 4 em nhá. 1 phần 4. Được chưa? Đấy. Không sai được đâu. Được chưa nào? Không sai đâu nhá. Ok chưa? Đấy. Được chưa nào? Đấy. Chuẩn nhá. Bài này chuẩn đấy. Được chưa nào? Đấy. Em là có thể là em cầm cái máy tính em bấm cho nhanh cũng được nhá. Không vấn đề gì đâu. Được chưa nào? Nào ta đến tiếp với cả bài số 4 nhé em nhá. Các bạn thấy rằng là từ đầu đến giờ thì thầy cho các bạn khá là đa dạng đúng không? Đấy. Liên quan đến là gì nhở? Cạnh bên mà nó có tạo với cả mặt phẳng đáy này, một góc này. Rồi là mặt bên nó tạo mặt đáy một góc đúng không? Đấy, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả khoảng cách. Đấy. Tức là trong những cái đề bài của các bạn thì người ta hoàn toàn có thể cho liên quan đến những dữ kiện liên quan đến khoảng cách về là góc của lớp 11 em nhá. Nào cho một cái hình chóp có đáy nó là hình vuông. Rồi. Đáy nó là hình vuông. Rồi, đáy là hình vuông nhá. Nào, SA vuông góc bởi cả mặt đáy này, SA vuông góc bởi đáy này. Được chưa? SA đang vuông góc bởi đáy này nhá. Được chưa nào? SA đây, S này. Đó, A đang vuông góc đáy này. B này, C này, D nhá em nhá. Đấy, tiếp này. Người ta bảo là như thế này này, là khoảng cách mà từ C đến cái mặt SBD ấy, thì nó bằng là A căn 3 trên 3. Rồi, bây giờ trước hết là cái cạnh cái mặt đáy của các bạn nó là hình vuông có cạnh là 1. Như vậy ta có thể dẫn ra là cái diện tích của là ABCD. Đấy, các bạn tính nhanh nó chính là một bình phương. Nó chính là bằng 1. Được chưa nào? Đấy. Thế nhưng bây giờ cái đoạn mà khoảng cách này nó mới gọi là quan trọng này. Đấy, bây giờ mà không 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 tính được cái khoảng cách này là toi luôn đây này, đúng không? Toi luôn cái bài toán nhá. Như vậy bài này của các bạn lại phải đi tính là chiều cao là SA, được chưa nào? Đấy. Thế bây giờ tính cái thằng mà khoảng cách này kiểu gì thì em nhớ cho thầy này, em nhớ cho thầy nhá. Cái khoảng cách mà từ bất kỳ một cái điểm nào đến một cái mặt mặt bên nhá, mặt mặt mà mặt này nó gọi là coi như là mặt mặt nghiêng của các bạn ấy. Đấy, SBD này. Được chưa? Em nhớ cho thầy là em quy hết về chân đường cao cho thầy nhá, em quy hết về chân đường cao bằng cách như sau. Đó là các bạn sẽ nối nối C với cả chân đường cao thì nó chính là nối C với A. Chân đường cao của các bạn nó chính là A luôn, nối C với A. Nối C với A. Khi các bạn nối C với A ấy, đây em nhìn này, em nhìn này, em nhìn nhá, đây này. Đấy. Thì ta dẫn ra là cái đường CA nó cắt cái đường là cái mặt phẳng này là SBD ấy, nó tại một cái điểm nó gọi là điểm O em nhá. Đấy. Bài này em giải ra đáp án C không biết đúng hay sai. À rồi ok. À tôi ra xem là đáp án nào thôi nhá. Nào em nhớ này, em nhớ này. Khi các bạn nối vào thì nó cắt tại điểm O, thế thì ta dẫn ra là cái khoảng cách mà từ C đến cái mặt SBD ấy, em quy hết về là khoảng cách so với cả là cái chân đường cao cho thầy. Khoảng cách từ A đến mặt SBD. Nhá. Thì này, em nhớ cho thầy này, cái điểm O là điểm cắt thì đây chính là cái điểm O nó sẽ được lặp lại.
điểm ô nó sẽ được lặp lại. Đây chính là cái mà kinh nghiệm, được chưa nào, kinh nghiệm đấy, em nhớ là như thế nhá. Đấy, nếu như mà khi em nối mà cái đường CA của em nhá, em nối cái đường CA của em ấy mà nó không cắt cái mặt SBD, tức là nó song song, thì cái khoảng cách này sẽ bằng nhau em nhá. Đấy, nhớ cho thầy nhá. Thì cái này em chỉ cần lôi cái điểm C này sang đây, OC này này, em lôi sang cho thầy nhá. Em lôi tiếp điểm A này sang cho thầy, em lôi tiếp điểm A sang cho thầy. OC trên OA, nhưng ta nhìn thấy ngay OC chia OA bằng 1. Đúng không? Đấy. Vậy ta dẫn ra là cái khoảng cách mà từ C ấy đến cái mặt SBD nó chính là khoảng cách mà từ A đến cái mặt SBD. Đấy. Mà cái khoảng cách này đề bài người ta cho bằng A căn 3 trên 3 thì nó chính là căn 3 trên 3, tại vì thầy cho A bằng 1 mà, đúng không? Như vậy cái khoảng cách này em hiểu là cái khoảng cách từ A đến cái mặt SBD, đến cái mặt SB nó đang là căn 3 trên 3, đúng không? Thế thì bây giờ nó có ý nghĩa là cái gì? Đấy, bây giờ các bạn lại phải vẽ vào. Nào, thì chúng ta sẽ vẽ vào nhá. Thì cái khoảng cách mà từ A đến cái mặt SBD bằng cách như sau, em từ chân đường vuông góc, em kẻ vuông góc với giao tuyến, thì các bạn sẽ phát hiện ra rằng nó chính là vuông góc tại O luôn. Được chưa nào? Sau đó em nối SO, nhá, em nối SO này. Được chưa? Và em kẻ một cái đường vuông góc lên cho thầy. Em kẻ một đường vuông góc thì đây chính là vuông góc tại H. Được chưa? Và cái khoảng cách này người ta cho chính là AH. Được chưa nào? Đề bài người ta cho đấy, được chưa nào? Nó chính là AH em nhá. Đấy. Thế thì chúng ta mới có được được cái dữ kiện như sau. Ta đang cần tính là cần tính SA đúng không em? Vậy ta có này là 1 trên cho là AH bình phương. Tam giác này là tam giác vuông nhá, thì AH đóng vai trò coi như là đường cao trong tam giác vuông ấy, được chưa nào? 1 trên AH bình phương bằng 1 trên SA bình phương cộng với cả 1 trên cho là AO bình phương. Đấy, được chưa? Vậy bây giờ SA thì chúng ta suy ra là 1 trên SA bình phương bằng 1 trên cho là AH bình phương trừ đi là 1 trên cho AO bình phương. AH thì cho rồi đúng không? AH thì cho rồi. Bây giờ quan trọng là tìm AO. Nào, bây giờ thầy sẽ tìm AO sang bên này. Thực ra AO của các bạn thì nó bằng nửa AC, AC trên 2. Được chưa? Thì em nhớ rằng là AC của các bạn ấy nó chính là cạnh huyền trong cái tam giác vuông cân ABC. Đúng không? Các bạn có thể dùng Pythagore cũng được nhá, được chưa? Thì có phải là cái thành cạnh AC này nó chính là bằng 1 nhân với cả căn 2 chia cho là 2, đúng không? À, đoạn này thì thầy 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 nhắc nhắc luôn cho em này, nhá. Đấy là cái cạnh huyền trong tam giác vuông cân nhá, cạnh huyền trong tam giác vuông cân này, nhá. Thì nó bằng này là cạnh cạnh góc vuông mà nhân với cả căn 2. Nhớ là cạnh huyền trong tam giác vuông cân. Được chưa? Thì nó bằng cạnh góc vuông nhân với căn 2 cho thầy nhá. Như vậy chỗ này nó là 1 nhân với căn 2 chia 2. Ok, thế thì bây giờ các bạn có hết rồi, các bạn lắp vào cho thầy. Thì chỗ này nó ra là như sau, 1 trên cho này AH bình phương, đây em lấy là căn 3 trên cho 3 tất cả bình trừ đi 1 trên cho AO bình phương, AO bình phương của em AO đây rồi, nó là căn 2 trên 2 tất cả bình. Đúng không? Em bấm máy tính cho thầy nhé, em bấm máy xem nó ra bao nhiêu nhá. 1 chia cho là căn 3 chia cho 3, đúng không? Căn 3 chia cho 3. Tất cả bình nhá. Trừ đi đấy, 1 chia cho là căn 2 chia 2 tất cả bình. Kết quả nó ra là 1. Ui giời, đẹp thế nhở. Nhưng mà 1 đẹp quá, nhá. Vậy ta suy ra là SA của các bạn nó cũng bằng 1 luôn. Bằng 1 luôn. Thôi đây xong rồi. Thế thì em có rồi đấy nhá. Vậy ta có là chiều cao bằng 1. Được chưa? Diện tích thì bằng 1, vậy ta suy ra cái thể tích thì nó bằng là 1/3 nhân với cả là diện tích đáy nhân với chiều cao là SA nó bằng 1 tiếp. Vậy kết quả nó là 1/3. Đấy, thể tích 1/3 đáp án C. Úi rồi, lúc ấy các bạn nào ra C là chuẩn nhá. Bạn này ra C là chuẩn, được chưa nào? Được chưa? Đấy. Như vậy là đây là một cái bài toán mà liên quan đến người ta dữ kiện, người ta cho về khoảng cách em nhá. Đấy, được chưa? Ok, bằng 1 đúng không? Hằng. Ok, hằng hằng à, rồi ok. Em nhớ cho thầy ấy, cái kiến thức lớp 11 của các bạn nó là một cái kiến thức nền tảng rất là quan trọng của cái chương trình lớp 12. Được chưa? Thế thì em nhớ cho thầy là như thế này, là cái khoảng cách từ bất kỳ một điểm nào thì em đều quy về nó là khoảng cách đến đường chân đường vuông góc hết cho thầy nhá em nhá. Đấy. Được chưa? Đúng luôn. Rồi ok. Nào ta đến tiếp với cả bài số 5. Ta đến tiếp với bài số 5 nhá. Thế nào? Ok. Đấy, bài số 5 nhá. Nào, bài số 5.
Bài số 5 là một cái bài toán bắt đầu liên quan đến, nó gọi là cái dạng số 2 thầy giới thiệu cho bọn em trong cái bài hình chóp, liên quan đến mặt bên mà vuông góc với cả mặt đáy. Đây, các bạn nhá, nhìn này, cho một cái hình chóp là SABC có đáy nó là tam giác vuông tại A, tam giác vuông tại A nhá. Có AB, có BC, người ta bảo là mặt bên SAB là tam giác đều và nằm trong mặt phẳng là vuông góc với cả mặt phẳng đáy ABC, được chưa? Mà người ta bắt tính cái thể tích khối chóp này nhá em nhá. Đấy, bạn nào làm rồi thì có thể comment. Được chưa? Nào, đối với dạng này thì chúng ta sẽ bắt đầu vẽ như sau. Nào, bây giờ các bạn sẽ vẽ này. Đây nhá. Em vẽ này. Được chưa? Luôn luôn là vẽ cái đáy trước cho thầy. Đây là A này, đây là B này, đây là C nhá. À, em nhớ cho thầy này, em nhớ cho thầy nhá. Là cái mặt bên ấy, ở đây thì thầy chứng minh cho các bạn qua một chút nhá. SAB này. Thế còn các bài sau thì không cần phải chứng minh đâu, được chưa nào? Nó đang vuông góc với cả mặt phẳng ABC. Được chưa? Theo cái giao tuyến, đấy là giao tuyến AB. Được chưa? Đấy. Như vậy, chúng ta dẫn ra là cái tam giác, mặt khác chúng ta có cái tam giác của các bạn ấy, nó là cái tam giác đều đúng không? Như vậy, nếu mà chúng ta có một cái đường SH mà nó vuông góc với cả là giao tuyến AB thì ta dẫn ra là SH nó sẽ vuông góc với cả mặt phẳng ABC. Được chưa? Đấy, em nhớ nhá, em nhớ này, được chưa nào? Như vậy, chỗ này ấy, thì em nhớ rằng ấy là SH của em, mặt SAB nó là tam giác đều thì SH của em đóng vai trò vừa là đường cao vừa là đường trung tuyến, đúng không? Vậy từ cái điểm H nó là trung điểm này này, đây nhá, em sẽ kẻ thẳng đứng lên cho thầy. Đây chính là cách dựng hình của cái bài mà liên quan đến mặt bên nó vuông góc với cả mặt đáy em nhá. Đấy, được chưa? Nào, ta sẽ có đây là đỉnh S nhá. Đây là SAB này. SAB nhá. Được chưa? Đấy, SAB này này. Được chưa? Đang vuông góc mặt đáy đây. Được chưa nào? Em nhớ rằng là chỗ này đang là SH đang vuông góc với cả là giao tuyến, được chưa? Em nhớ nhá. Và khi đó này, em nhớ cho thầy này, cái bài mà mặt bên mà vuông góc với mặt đáy ấy, thì cái chiều cao của các bạn nó chính là cái đoạn mà nó vuông góc với cả giao tuyến, nó chính là SH. Được chưa? Em nhớ cho thầy là như thế nhá. Như vậy tam giác này tam giác đều này, tam giác đều nhá. Được chưa? Đấy, em nhớ cho thầy nhá. Tam giác ABC tam giác vuông tại đỉnh A. Ừ. Người ta cho AB, như vậy AB bằng 1 nhá, được chưa? BC thì nó bằng là căn 3, BC bằng căn 3. Rồi, ok, đấy. Bây giờ bắt đầu người ta bằng bắt tính cái thể tích của cái cấu trúc nhá. Thế thì bây giờ chúng ta cứ ghi công thức ra đã. V nó bằng là 1 phần 3 của diện tích ABC nhân với cả là chiều cao, ở đây nó là SH em nhá, nó không phải là SA đâu, được chưa? Nó khác với cả bài trước đấy, bài trước nó chính là SA, SA đang vuông góc mặt đáy, nhưng bài này thì người ta chưa cho các bạn đâu, các bạn phải đi dựng, được chưa nào? Dựng SH này này, nó vuông góc với cả là giao tuyến thì ta suy ra là SH nó sẽ vuông góc với cả mặt phẳng luôn em nhá. Đấy, chú ý cho thầy. Thế thì chỗ này này, ta đi tính cái diện tích ABC trước, thì cái diện tích ABC ấy, có phải nó bằng 1 phần 2 của là AB nhân với cái gì, nhân với AC đúng không? Thế thì ở đây thì các bạn chưa biết AC thì chỗ này tính nhanh AC nhá, AC của các bạn này thì có phải bằng căn bậc 2 của là A, BC bình thì ta go thôi đúng không, trừ đi là AB bình. Đấy, kết quả nó bằng căn bậc 2 của là 3, chỗ này thành bình phương luôn đấy, được chưa nào, trừ đi 1, như vậy kết quả là bằng căn 2. Rồi, chỗ này là căn 2 em nhá, và em điền vào đây cho thầy thì chỗ này là 1 phần 2 AB bằng 1 nhân với cả là AC bằng căn 2 và kết quả nó là căn 2 trên 2. Được chưa nào? Căn 2 trên 2 em nhá. Được chưa? Tiếp đến là chúng ta có SH của các bạn này. SH nhá. Nào, bây giờ tính SH này. Thì em nhớ cho thầy ấy, SH nó chỉ nhận đường cao trong tam giác đều. Chỗ này thì thầy phải nhắc. Thầy phải nhắc rồi nhá. Đường cao trong tam giác đều nhá. Chỗ này nhắc này. Tam giác đều. Tam giác đều. Các bạn rút ra được các cái điều sau đây nhá. Ở đây thầy vừa làm bài tập nhưng mà thầy dạy luôn cho các bạn lại nhá. Tam giác đều em sẽ suy ra được là chiều cao nó chính là cạnh cạnh nhân với cả là căn 3 trên 2 nhá, cạnh nhân căn 3 trên 2. Thứ hai đấy là diện tích nó bằng là cạnh bình phương căn 3 chia 4, đúng không? Thành nghĩ là chắc là nhiều bạn cũng đã biết cái đoạn này đúng không? Tiếp đến là chúng ta có bán kính của cái đường tròn ngoại tiếp tam giác đều nhá, nó là cạnh căn 3 trên 3, được chưa? Và bán kính của đường tròn nội tiếp nó chính là cạnh nhân với cả căn 3 trên 6. Đấy, được chưa nào? Đây chính là bốn cái yếu tố mà các bạn phải rút ra khi đề bài người ta cho cái tam giác của các bạn nó là tam giác đều em nhá. Đấy. Được chưa? Nhớ cho thầy nhá. Vậy cái SH của các bạn đóng vai trò là đường cao trong tam giác đều. Vậy nó chính là cạnh của các bạn ấy, cạnh có bằng 1 1 nhân với cả căn 3 trên 2. Và kết quả nó bằng căn 3 trên 2. Rồi, thế thì có hết rồi nha em nhá.
Vậy chúng ta lắp vào, ta suy ra cái thể tích, nó chính là 1 phần 3 nhân với cả diện tích, nó chính là căn 2 trên 2. Nhân với cả cái chỗ này nó là căn 3 trên 2. Và kết quả nó là căn 6 trên cho là 12. Được chưa? Căn 6 trên 12 đoạn B. Được chưa nào? Đấy. Ok. Ok Quỳnh Trúc nhá, ok Vũ Phong nhá, Trần Nguyễn Vũ Phong, tên hay quá. Tên hay quá. Thì chỗ nào đấy, chú ý cho thầy nhá. Ok. Đấy là cái bài số 5 đúng không? Đấy là chúng ta sẽ đến với bài số 5 nhá. Rồi, ok B đúng không? Rồi, ta tiếp nhá, ta tiếp này, ta tiếp nhá. Bài này thì nhẹ nhàng rồi đúng không? Đấy. Chẳng qua là thầy mất thời gian thầy giảng cho các bạn, được chưa? Nào, ta đến với bài số 6 nhá. À, cho một cái hình chóp là S ABCD, còn đáy ABCD nó là hình vuông có cạnh bằng A. Người ta bảo là mặt B là S, AB là tam giác cân tại S và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Thế thì bây giờ này, các bạn đã có lý thuyết rồi thì các bạn áp vào luôn này nhá, áp vào luôn này nhá. Nhìn chung là tam giác cân hay tam giác đều thì đây là A này, đây là B nhá. Các bạn lấy trung điểm cho thầy, rồi các bạn dựng thẳng đứng lên, để chờ dựng thẳng đứng lên cho thầy nhá. Đây, dựng thẳng đứng lên này nhá. Dựng thẳng đứng lên cho thầy. Được chưa nào? Đấy. S đây, S đây. Được chưa? Đây là H nhá. Được chưa? Đấy. Em nhớ rằng là mặt bên SAB nó là tam giác cân chứ không phải tam giác đều em nhá. Đấy, hình đáy. Ô, tôi chết rồi. Tôi chết rồi. Thầy vẽ nó bị gì rồi. Thôi được rồi, không sao. Thầy sẽ vẽ thế này đi. Đấy, ABCD chứ không phải là ABC đúng không? Ok nhá. Nào. Thầy sẽ vẽ như thế này. Đây. Đấy, chế chế thêm, chế thêm. Chế thêm. AB này, C này, D nhá. Ừ, đấy là hình vuông có cạnh là A. Ok. Đấy là hình vuông rồi này, nhá. Có cạnh bằng 1 luôn. Một này, một nhá. Đấy, thầy chế thêm rồi. Bài này phải chế thêm. Đấy, ok, được chưa? Mặt bên S và bên là tam giác cân tại đỉnh S và nằm trong mặt phẳng vuông với đáy. Góc giữa SC và mặt phẳng đáy. Đấy, đây là góc giữa SC, lại người ta cho một cái yếu tố mà liên quan đến góc. Nhưng mà góc giữa SC và mặt phẳng đáy thì em nhớ này, nó chính là góc này luôn. Nó chính là góc này này. Đấy, nó chính là góc này, đề bài người ta đang cho là 45 độ. Đúng không? Đây này, em nhớ là SH đang vuông có mặt phẳng đáy nhá, được chưa nào? Thì em nhớ này, nếu mà như thế thì cái góc này nó là góc giữa cạnh bên và mặt đáy, nó là 45 độ, đúng không? Thế thì góc giữa cạnh bên và mặt đáy 45 độ thì ta dẫn ra ngay được là góc này cũng bằng 45 độ. Tam giác vuông cân mà, 45 độ. Được chưa? Ta suy ra được như sau, ta suy ra được rằng là như sau này, là cái SHC là vuông cân. Vuông cân. Vuông cân tại là tại H. Đấy, thì ta suy ra được một cái điều đấy là SH của các bạn ấy nó sẽ bằng HC. Như vậy chiều cao của các bạn này nó lại bằng HC luôn đúng không? Đấy nhá. Như vậy đầu tiên là các bạn thấy là diện tích của ABCD thì các bạn tính nhanh cho thầy nó là một bình phương rồi, nó chính là một. Được chưa? Đấy. Thế bây giờ muốn tính ở chiều cao của các bạn ấy thì nó chính là HC. Thì HC nhẹ nhàng thôi, em nhớ rằng là tam giác này đang là vuông. Được chưa? Cạnh này bằng 1 thì cái nỗi này nó chỉ là 1 phần 2 thôi em nhá. Đấy, chỗ này nó là một nửa thôi mà nó là 1 phần 2 đúng không? Vậy chúng ta có là HC nó bằng này, nó bằng này. Là căn bậc 2 của này là HB bình cộng với cả là BC bình phương. Kết quả nó là căn bậc 2 của chỗ này là 1 phần 2 bình phương nên nó là 1 phần 4 em nhá. Cộng BC bình phương nó là 1. Vậy kết quả nó bằng bao nhiêu? À, căn 5 trên 2. Chuẩn chưa? Căn 5 trên 2. Thế thì bây giờ các bạn có hết dữ kiện rồi thì các bạn sẽ có là cái thể tích nó sẽ bằng là 1 phần 3 của diện tích đáy, nó chính là 1 nhân chiều cao nó chính là HC luôn. Đây, chiều cao nó bằng nhá. Như vậy nó là căn căn 5 trên 2 và kết quả nó là căn 5 trên 6. Căn 5 trên 6. Rồi, căn 5 trên 6 đáp án đi. Được chưa nào? Đấy. Ok, chào chào Tuân Hoàng nhá. Rồi, chào Tuân Hoàng nhá. Rồi Quỳnh Trúc bảo là vâng, chào các cậu ạ. Rồi, chào cậu ạ. Ok. Đấy là bài số 6 của các bạn, được chưa nào? Đấy là bài số 6 nhá. Ok chưa? Đấy. Như vậy là 1 phần 3 của là 1 nhân với cả căn 5 trên 2, đó chính là căn 5 trên 6. Đáp án trong bài này là đáp án D, được chưa nào? Đấy nhá. Nào ta đến tiếp với cả cái bài tiếp theo nào. Bài số 7 nha em nhá. Đấy, như vậy là cái bài này không khó khăn rồi đúng không? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ có nào, cho hình chóp tứ giác là SABCD, còn đáy nó là hình vuông có cạnh là bằng là căn 2A. Rồi. Nào bây giờ chúng ta sẽ có là cái hình chóp.
là S, A, B, C, D nhá. Người ta cho là cái mặt bên là S, A, B, S, A, D, nó là mặt phẳng vuông góc với cả đáy. Rồi. Rồi, chúng ta vẽ nhá. Chúng ta vẽ. Rồi, đây là A này, đây là D này. Đấy, được chưa nào? A và D là B, D là C, được chưa? Thế thì em nhớ rằng là cái tam giác SAD ấy, nó là tam giác cân tại đỉnh S. Cân tại đỉnh S. Thế thì từ cái trung điểm này này, em dựng thẳng đứng lên cho thầy nhá, em dựng thẳng đứng lên cho thầy. Đấy. Được chưa? Em dựng thẳng đứng lên vuông góc tại đây. Được chưa nào? Và các bạn nối vào cho thầy. Bây giờ các bạn nối các cái đỉnh vào. Được chưa? Đây chính là S của các bạn này. Được chưa? SC này, SB này nhá. Đúng rồi, đấy, còng 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 luôn. Bài này em làm ra câu A. À rồi, ok. Rồi, ok. Bây giờ người ta bảo là như thế này này, là biết rằng là thể tích. Rồi, bây giờ là hình vuông có cạnh bằng là căn 2, ok. Nào, chỗ này là căn 2, chỗ này là căn 2. Đấy, được chưa nào? Như vậy diện tích đáy, diện tích của ABCD, em sẽ thấy rằng là nó căn 2 bình phương. Và kết quả nó bằng 2. Được chưa? Đấy, nó bằng 2 luôn nha em nhá. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta có là người ta bảo là thể tích của khối chóp này thì nó bằng là 4 phần 3 A mũ 3. Và người ta bắt tính là khoảng cách H từ điểm B đến mặt phẳng là SCD. À, thế thì cái bài này của em ấy là cái bài mà nó liên quan đến cái chuyện là tính khoảng cách nhưng mà dựa vào thể tích. Đấy. Em phải nhớ rằng ấy, luôn luôn phải nhớ rằng cho thầy ấy, là khoảng cách từ một điểm bất kỳ nhá thì các bạn phải chuyển về là khoảng cách từ chân đúng góc, được chưa? Thế thì em nhớ cho thầy này, chúng ta có như sau, chúng ta có nhá. Đến mặt phẳng SCD đúng không? SCD nó là mặt này, SCD nó là mặt này. Đấy. Nhưng bây giờ chúng ta có là khoảng cách mà từ B ấy, đến cái mặt SCD ấy, thì đầu tiên em sẽ chuyển về cái điểm A trước, em sẽ chuyển về điểm A trước là nó bằng khoảng cách từ A đến cái mặt SCD. Tại sao lại thế? Bởi vì em nhìn thấy ngay là BC, AB của em ấy, AB này này, AB này này, nó đang song song với cả là CD, thì ta dẫn ra được cái điều này, đúng không? Đấy, nó song song nhá, thì ta dẫn ra được cái điều này, hay là nó song song với cả mặt phẳng cũng được, SCD nhá, đây, nó song song với SCD. Đấy, được chưa? Thì em dẫn ra được điều này. Thế mà từ A này này, thì bây giờ thầy giả sử gọi là H là chân đứng vuông góc, H là chân đứng vuông góc, thì em nhớ cho thầy này là ta sẽ nối, bây giờ ta bắt đầu mình nối này, nối là AH, được chưa? Nối AH này thì nó cắt cái mặt là SCD. Tại cái điểm nào em nhìn thấy ngay AH nối cắt vào tại điểm D. Vậy điểm D này chính là cái điểm mà nó sẽ lặp lại. Vậy ta dẫn ra là khoảng cách mà từ A đến cái SCD, được chưa? Thì nó so với khoảng cách mà từ H đến mặt phẳng SCD thì nó chính là cái điểm D, nó sẽ được lặp lại, được chưa nào? Sau đó em vác ngoay cái điểm A cho thầy, DA chia cho là DH, em vác cái điểm H ra đây, DA chia DH. Mà DA chia DH nó gấp đôi. Đấy, được chưa? DA chia DH gấp đôi. Vậy ta dẫn ra là cái khoảng cách mà từ A ấy đến cái mặt SCD này này nó sẽ bằng hai lần là khoảng cách từ H đến SCD. Đúng chưa? Đấy. Thế thì bây giờ nhiệm vụ của em ấy là em đi tính khoảng cách từ H đến mặt phẳng này. Mà khoảng cách từ H thì em nhớ rằng ấy, đây chính là khoảng cách từ chân đường vuông góc đến một cái mặt nó gọi là mặt B, đúng không? Thế thì em làm một cái động tác đầu tiên nhá, em kẻ vuông góc với giao tuyến, thế thì nó chính là cái điểm này rồi. Đúng không? Em kẻ vuông góc với giao tuyến. Được. Các bạn nhớ lại cái bài toán này này, cái bài toán kinh điển này này. Đấy nhá, cái bài toán kinh điển này này. Đấy nhá em nhá. Đây. Em nhớ rằng cái bài toán này gọi là bài toán kinh điển này. Nhá. Ví dụ đây là S nhá, đây là A này, đây là B nhá, đây là C này, đây là gọi là cái bài toán gốc của các bạn này. Thì có phải là muốn tính khoảng cách mà từ A chân đường vuông góc đến cái mặt B là SBC ấy. Các bạn làm một động tác các bạn kẻ vuông góc vào đây. Hai đường đúng không? Tiếp đến là các bạn nối là gì đấy? SH này, đúng không? Và các bạn kẻ vuông góc lên trên. Đấy, được chưa? Thì cái bài này tương tự như thế này, từ H này này, các bạn kẻ vuông góc với giao tuyến là vuông góc với cả BD CD thì nó vuông góc luôn tại điểm D. Và bước tiếp theo là các bạn sẽ nối D này về đây. Nối D về đây. Đấy, nó chính là SD và các bạn kẻ vuông góc xuống đây cho thầy. Được chưa? Kẻ vuông góc xuống đây cho thầy. Thì đây chính là HK. Và cái thằng này nó chính là hai lần HK. Đấy. Thế thì cái bài này của em là nhiệm vụ là đi tính HK, đúng không? Nhiệm vụ đi tính HK. Thế mà đi tính HK ấy, muốn tính được HK ấy, thì em nhớ cho thầy này là chúng ta có là một chia cho là HK bình. HK bình.
thì đó bằng 1 trên cho SH bình cộng với cả 1 trên cho là DH bình. Đúng không? Đấy. Thế em nhớ rằng là DH ý, thì chúng ta có luôn, bởi vì DH nó bằng nửa AD. Là các bạn có luôn đúng không? Thế còn là gì? Bây giờ chúng ta phải đi tìm SH. Thế SH dựa vào đâu? Thì em nhớ rằng là SH nó chính là chiều cao trong cái hình chóp là SABCD. Đấy. Vậy chúng ta có là như sau này, cái thể tích mà SABCD ta sẽ khai thác từ thể tích nhá. Nó sẽ là 1/3 của diện tích ABCD nhân với cả là chiều cao là SH. Vậy ta dẫn ra được rằng là SH nó chính là 3 lần thể tích của SABCD chia cho là diện tích ABCD. Rồi bây giờ có hết rồi, các bạn lắp số vào cho thầy là xong. Thể tích người ta cho 4 phần 3 đây này. Đấy, 4 phần 3. Như vậy 3 nhân với cả 4 phần 3 chia cho là cái diện tích ABCD chúng ta vừa tính xong là bằng 2. Đúng chưa? Bằng 2. Đấy, em thay vào cho thầy thì chỗ này nó ra 2. Được chưa? Vậy kết quả nó bằng 2. Ok, đấy, SH bằng 2 em nhé, SH bằng 2. Vậy em thay vào đây cho thầy thì chúng ta có được như sau. 1 trên cho là 2 bình cộng 1 trên cho DK à DH bình phương. DH bình phương em nhớ rằng DH bằng nửa. Như vậy nó là căn 2 trên 2. Tất cả bình. Đúng không? Đấy, đến đây em bấm máy cho thầy nhá. 1 phần 4 này cộng với cả chỗ này thầy có luôn nhá. Là 4 phần 4 phần 2 à? Ok. Kết quả nó bằng 9 phần 4. 9 phần 4. Và ta dẫn ra là HK bình phương nó bằng là 4 phần 9. Ta dẫn ra HK nó bằng là gì? 2 phần 3. Rồi. HK mà bằng 2 phần 3. Thế thì em nhớ rằng là HK bằng 2 phần 3 thì ta nhanh thay vào đây. Đúng không? Ta hay thay vào đây. Như vậy nó sẽ ra là bằng bao nhiêu nhỉ? Các bạn sẽ thay vào đây cho thầy. Thì chỗ này sẽ được 2 nhân 2 phần 3. Và kết quả nó là 4 phần 3. Rồi 4 phần 3 ta khoanh ngay cho thầy là đáp án A. Đấy, lúc ấy bạn nào ra đáp án A là chuẩn. Vì tam giác ABC đường cao của tam giác ABC vuông góc với cả đấy. Giải thích bài nào đây? Giải thích bài nào đây? Ok nhá. Được chưa nào? Thế thì các bạn nhớ cho thầy là chúng ta có nhá. Đấy, được chưa nào? Ok. Đấy, các bạn xem có đoạn nào bị không hiểu không? Có đoạn nào bị không hiểu không? Em nhớ rằng là chỗ này thì thầy chỉ thay vào thôi đúng không? Đây đoạn này này. Nhá, đấy, em nhớ em xem nào. Chuẩn luôn à? Rồi ok nhá. Được chưa? Đấy, có bạn nào lui ra A đấy. Tuân Hoàng đấy ra A này, ok, được chưa nào? Khánh Nguyễn cũng ra là A này, ok nhá. Đấy. Được chưa? Nào ta sẽ đến tiếp với cả bài tiếp theo nhá. Ta đến tiếp với bài tiếp theo. Nào, ta đến tiếp với cả bài số 8. Bài số 8 nha em nhá. Người ta cho một cái khối chóp tam giác đều. À, bài này là liên quan đến gọi là chóp tam giác đều, bắt đầu đến chóp đều rồi. Thế thì đầu tiên thì thầy nhắc lại cho các bạn một chút về cái tính chất của chóp đều nhá. Trước khi đi vào này, chóp đều này. Chóp đều nhá. Nó có các cái tính chất sau đây. Chóp đều này, tính chất sau đây. Thứ nhất là đáy là đa giác đều. Đáy là đa giác đều. Đấy. Đa giác đều tức là đấy nó có thể là tam giác đều hoặc là hình vuông. Em nhớ rằng đa giác đều người ta định nghĩa rằng là gì? Là đa giác mà nó có các cái cạnh bằng nhau và các góc bằng nhau, được chưa nào? Như vậy đấy là đa giác đều thì nó có thể là tam giác đều hoặc là hình vuông. Nhá, hình vuông, được chưa nào? Đấy, em nhớ cho thầy nhá. Cái thứ hai, tính chất thứ hai ấy, của cái chóp đều ấy, đấy là các cạnh bên thì bằng nhau. Các cạnh bên thì nó bằng nhau. Được chưa? Các bạn bằng nhau. Tính chất số 3 rất là quan trọng này, rất là quan trọng. Đấy là hình chiếu của cái đỉnh lên cái đáy ấy. Được chưa? Hình chiếu của đỉnh lên đáy ấy nó chính là trọng tâm của đáy. Trọng tâm đáy. Được chưa nào? Hình chiếu của đỉnh lên đáy nó chính là trọng tâm của đáy em nhá. Đấy, nhớ cho thầy đấy, được chưa nào? Ok, Quỳnh Trúc ok nhá. Vậy các bạn nhớ cho thầy là khối chóp tam giác đều thì đáy nó sẽ là tam giác đều, được chưa nào? Và cách vẽ của cái hình chóp tam giác đều của các bạn ấy thì nhớ cho thầy là chúng ta sẽ vẽ cái đáy trước này, vẽ cái đáy này trước nhá. Em vẽ đáy trước này. Được chưa? Đấy, vẽ lệch lệch ra một chút nhá. Các bạn nhớ này là hình chiếu của đỉnh lên trên đáy nó là trọng tâm đáy. Vậy các bạn xác định trọng tâm đáy trước cho thầy. A này, B này, C nhá. Đấy, em sẽ xác định trọng tâm của đáy. Trọng tâm đáy trước này, trọng tâm đáy nó chính là giao của các cái đường trung tuyến đấy, được chưa nào?
Thực ra thì tăng tốc đều thì đường trung tuyến nó cũng chính là đường cao, mà nó là chính là các cái đường khác luôn, được chưa nào? Đấy, em nhớ cho thầy đây chính là trọng tâm. Từ trọng tâm này này, ví dụ thầy gọi là trọng tâm là O nhá, em dựng thẳng đứng lên cho thầy. Em dựng thẳng đứng lên cho thầy. Thì đây chính là cách vẽ mà cái hình chóp chóp đều. Nha em nhá. Đấy. Được chưa? Đây là S của các bạn nhá. Edo đang vuông góc gần mặt phẳng này. Được chưa nào? Đây chính là tính chất của cái hình chóp đều em nhá. À, các cái cạnh bên nó sẽ bằng nhau hết. Được chưa nào? Đấy, và các cái mặt đáy của các bạn nó sẽ là tam giác đều, được chưa? Người ta bảo là có cạnh đáy thì bằng A. Tức là đề bài người ta đang cho là cái tam giác ở dưới này nó là tam giác đều. Có cạnh bằng 1, thầy cho luôn luôn cho A bằng 1 mà, đúng không em? Đấy. Và cạnh bên người ta cho bằng 2A. Đấy, các bạn thấy không? Cạnh bên của các bạn nó bằng 2 hết. Được chưa nào ấy nhá. Như bắt bây giờ người ta bắt tính là thể tích. Có bạn là ra rồi đây này. À, bắt tính thể tích thì em nhớ rằng cho thầy ấy là cái thể tích thì nó bằng là 1 phần 3 của diện tích ABC nhân với cả chiều cao là SO. Đấy đúng không? Đấy là chóp đều nhá. Được chưa? Như vậy diện tích ABC ấy, ABC này. Thì em nhớ rằng đây là diện tích tam giác đều thì thầy vừa mới nhắc cho các bạn rồi, nó là cạnh bình phương căn 3 chia chiều 4. Kết quả nó bằng, đấy em thay vào cho thầy nó là 1 nhân với cả là căn 3, 1 bình phương căn 3 chia 4. Và kết quả nó là căn 3 chia 4. Được chưa? Nó là căn 3 chia 4 nhá. Thế còn bây giờ chúng ta đi tính SO. Thì em nhớ rằng là SO của các bạn ấy, nó bằng căn bậc 2 của này. Đây em nhìn ngay cho thầy. Nó là SC bình phương trừ đi cái gì? Trừ đi OC bình phương. Được chưa? Trừ đi OC bình phương. Thế bây giờ của các bạn SC người ta cho rồi. Thế bây giờ các bạn chỉ cần đi tính là tính OC thôi. Thì em nhớ cho thầy này. Cái đoạn này thì thầy cho dạy cho các bạn có hai cái cách tính như sau. Nếu em không tính được là OC không bao nhiêu ấy, thì bây giờ đầu tiên là các bạn sẽ tính ví dụ CH cho thầy trước. Thì CH của các bạn ấy, em nhớ này, là CH nó chính là đường cao trong tam giác đều, thì nó chính là cạnh cạnh nhân căn 3 chia 2. Kết quả nó bằng 1 nhân căn 3 chia 2. Được chưa? Và ta dẫn ra là OC của các bạn nhá. Đây chính là tính chất của trọng tâm này. OC thì có phải nó bằng 2 phần 3 của CH không? Và kết quả nó bằng 2 phần 3 nhân căn 3 trên 2. Và kết quả nó là gì? Là căn 3 trên 3. Nó là căn 3 trên 3. Đấy, căn 3 trên 3. Nhưng nếu mà bạn nào mà làm nhanh hơn nhá, bạn nào mà làm nhanh hơn này thì em nhớ cho thầy này là cái OC của các bạn ấy nó sẽ bằng OA và bằng OB. Và đây chính là bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác em nhá này. OA này nó bằng OC này, nó bằng OB. Bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đều phải nó bằng căn cạnh này nhân với căn 3 trên 3. Em thấy rằng là nó là 1 nhân với căn 3 trên 3. Và nó ra luôn là căn 3 trên 3. Nhanh không? Đấy các bạn nhìn thấy ngay. Hai cách tính nó đều ra như nhau em nhá. Đấy, được chưa? Vậy các bạn thay số vào đây cho thầy nhá, thay số vào đây cho thầy. Đấy. Vậy chúng ta có là căn bậc 2 của SC bình phương nó chính là 4 trừ đi căn 3 trên 3 đúng không? Căn 3 trên 3. À, căn 3 trên 3 thầy sẽ để là 1 trên căn 3 nhá. À, bình phương lên thì nó là 1 phần 3. Kết quả nó là bao nhiêu đây em? Là căn 11. Đúng không? Căn 11 trên cho căn 3. Được chưa nào? Căn 11 trên căn 3. Rồi. Thế thì đến đây thì em sẽ thay vào và chúng ta sẽ có là cái thể tích nó sẽ bằng là 1 phần 3 diện tích đáy của các bạn nó là căn 3 trên 4 nhân với SO của các bạn nó chính là căn 11 trên cho căn 3. Và kết quả nó bằng căn 3 và căn 3 hết. Như vậy nó là căn 11 phần 12. Rồi, đấy. Căn 11 phần 12 đúng không? Đáp án trong bài này lúc ấy có bạn nào làm chuẩn xác đấy. Đáp án đây ở Vũ Nhiên, ok. Vũ Nhiên đấy, căn 11 phần 12. Được chưa nào? Nhá, đấy là 8, được chưa? Được chưa nào? Ok chưa? Nhá. Ok chưa nào? Đấy là câu số 8 được chưa? Rồi, ta sẽ đến tiếp với cả câu số 9 nhá. Ok chưa nào? Hiểu vấn đề chứ các bạn? Ta sẽ đến tiếp với cả bài số 9. Cho một cái hình chóp mà tứ giác đều, hình chóp tứ giác đều. Rồi, đáy em nhớ cho thầy đáy nó sẽ là hình vuông nhá. Đấy, cho tam giác đều thì đáy nó sẽ là tam giác đều. Còn chóp tứ giác đều thì đáy nó sẽ là hình vuông em nhá. Đấy. Nào, đáy sẽ là hình vuông nhá. Đáy sẽ là hình vuông. Đấy, và em nhớ rằng là cái hình chiếu của cái đỉnh lên mặt đáy nó chính là trọng tâm đáy. Vậy em nối hai cái đường chéo này với nhau cho thầy. Nối hai đường chéo này với nhau cho thầy. Được chưa? Nối hai đường chéo này căn nhau tại O. Em dựng thẳng đứng lên cho thầy nha, em dựng thẳng đứng lên cho thầy.
Đấy, đây chính là Edo và nó vuông góc mặt đáy. Được chưa nào? Đây chính là tính chất của hình chóp tam giác đều. Chóp đều em nhá. Đây chính là hình tính chất của chóp đều. Được chưa? Đấy. Rồi. Được chưa? S này, được chưa nào? Đấy. A này, B này, C này và D nhá. Được chưa nào? Thế bây giờ người ta mới bảo là cạnh đáy thì nó bằng một hết rồi. Đấy, nó bằng A mà, đây mà người ta cho bằng một hết. Vậy diện tích là các bạn tính được luôn, diện tích ABC D thì nó bằng 1. Được chưa? Đấy, cái diện tích này thì tính nhanh. Tứ giác đều sao không làm hình thoi được hả thầy? Ok. Thầy sẽ giải thích cho các bạn này. Theo định nghĩa mà tứ giác đều nhá, theo định nghĩa này, đa giác đều thì đúng hơn, đa giác đều này. Đa giác đều nhá. Định nghĩa này, đa giác đều nhá. Nó sẽ thỏa mãn hai cái tính chất. Thứ nhất là các cạnh bằng nhau. Cạnh bằng nhau. Cái thứ hai là góc bằng nhau. Được chưa? Đấy. Cái thứ nhất là cạnh phải bằng nhau, thứ hai là góc phải bằng nhau. Cái hình thoi ấy thì nó chỉ thỏa mãn là cạnh bằng nhau thôi, nhưng cái hình thoi của bạn là góc không bằng nhau. Em vẽ cái hình thoi các bạn ra nhìn thấy đây này, ví dụ cái hình thoi đây nhá. Đây này. Các cạnh của các bạn bằng nhau nhưng các cái góc của bạn không bằng nhau được đâu. Đấy cái hình thoi này này, chỉ có các cạnh bằng nhau thôi. Em nhớ cho thầy nhá, được chưa nào? Cho nên ý, cái đáy không thể là hình thoi được, được chưa nào? Cái đáy đáy không thể hình thoi được. Không phải là hình thoi chưa chắc bốn cạnh bằng nhau, hình thoi là bốn cạnh bằng nhau em ạ. Hình thoi là bốn cạnh bằng nhau em nhá, hình thoi bốn cạnh bằng nhau nhưng bốn góc thì không bằng nhau, được chưa? Bốn góc thì không bằng nhau, được chưa? Cho nên cái đáy của các bạn nó phải là đa giác đều. Cho nên lúc ấy thầy tại sao mà thầy phải viết cho các bạn này này, đáy nó là đa giác đều nhá, đáy là đa giác đều đấy, được chưa nào? Đáy là đa giác đều thì định nghĩa của đa giác đều ấy thì em nhớ rằng này, đấy đa đa giác đều ấy thì định nghĩa của nó là cạnh bằng nhau và góc phải bằng nhau. Đấy, em nhớ cho thầy nhé, em nhớ cho thầy này, được chưa nào? Cho nên cái hình thoi của bạn không thể nào mà các góc bằng nhau đâu, được chưa nào? Đấy, chú ý cho thầy. Như vậy cái diện tích này nó phải là diện tích của cái hình vuông, ok, được chưa nào? Người ta cho góc giữa mặt bên và mặt đáy, ok. Thế thì cái bài này thì chúng ta xác định mặt bên với mặt đáy. Thầy giả sử thầy lấy mặt là S, D, C em nhá. Đấy. Thì đơn giản thôi, từ ô này các bạn kẻ một cái đường vuông góc với cả là giao tuyến, đúng không? Đấy. Các bạn nối vào đây, nối vào đây. Nối vào đây. Vậy đây chính là cái điểm H của các bạn này. Và cái góc của các bạn đề bài người ta cho này, để góc giữa mặt bên và mặt đáy đúng không? Nó chính là 60 độ chỗ này. Được chưa nào? 60 độ nhá. Rồi các bạn nắm được cái đoạn mà đa giác đều chưa? Nắm được cái đoạn đa giác đều chưa? Đấy nhá. Như vậy bài này thì chúng ta chỉ đi tìm là SO thôi, đúng không? Chúng ta có như sau. Ta có như sau. Là tang của góc 60 độ thì có phải nó bằng SO chia cho là OH. Đúng không? OH đây này. OH đây em nhá. Đấy. Vậy ta suy ra là SO nó sẽ bằng là OH nhân tang 60 độ. OH của các bạn ấy thì nó bằng nửa BC, bởi vì đây chính là cái đường trung bình mà, được chưa? OH bằng nửa BC và nó bằng 1/2. Đúng không? Bằng 1/2 nhân tang 60 độ là căn 3. Rồi, kết quả nó là căn 3 trên 2. Thôi xong rồi đấy, vậy ta suy ra thể tích nó sẽ là 1/3. Diện tích đáy của bạn bằng 1. Chiều cao là SO nhá, chiều cao là SO này thì nó là chính là căn 3 trên 2. Kết quả nó là căn 3 trên 6. Rồi, đáp án C. Rồi ok. Ừ. Hình thoi bốn cạnh thì luôn bằng nhau nhá, hình thoi thì bốn cạnh luôn bằng nhau em nhá, được chưa nào? Đấy, như vậy bài này là ra đáp án C, được chưa? Em nhớ cho thầy đây là cái chóp chóp đều thì các bạn phải nhớ cho thầy đấy, được chưa nào? Nhớ thầy là đáy của các bạn nó sẽ là tam giác đều hoặc đáy nó sẽ là hình vuông nhá. Đấy. Ok chưa nào? Đấy là câu số 9, được chưa? Đấy, ta sẽ tiếp với bài tiếp theo nhá. Nào, bây giờ đề bài người ta cho nó sẽ liên quan đến khoảng cách. Ok, liên quan đến khoảng cách đấy, được chưa nào? Nào cho hình chóp tứ giác đều, rồi lại hình chóp tứ giác đều. Bây giờ đã có lý thuyết rồi thì chúng ta vẽ thôi, vẽ thôi nhá. Đấy, bạn nào mà làm được nhanh thì làm cùng với thầy luôn nhá. Bạn nào làm được nhanh thì làm cùng với thầy luôn, được chưa? Nào đây là ô nhá, đây là ô này, được chưa nào? Đây là ô nhá. Dựng thẳng đứng lên cho thầy này, dựng thẳng đứng lên cho thầy. Đây là S này, đây là S này, được chưa? Đây là A này, đấy, được chưa? Đấy, nào, chóp chóp đều đây, chóp đều đây, S này, A này, B này, C này, D nhá. Rồi,
Bây giờ người ta cho khoảng cách giữa hai cái đường thẳng là SA với cả CD. Đấy. SA với CD. Lấy SA này, CD này. Thì này, khoảng cách giữa hai đường chéo nhau thì em sẽ quy về này. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau em nhớ nhá, đây đáy là hình vuông rồi này nhá em nhá. Có cạnh đáy nó là 2 căn 3. Ok. Được chưa nào? Em nhớ rằng là cái khoảng cách giữa hai cái đường là SA ấy với cả là CD ấy, thì thường thì người ta sẽ dùng các cái phương pháp như sau. Một là các bạn sẽ thấy rằng là người ta sẽ gắn một cái đường vào một cái mặt phẳng, nó sẽ song song với cả cái đường kia. Được chưa nào đấy? Tức là quy về là khoảng cách giữa là một cái đường, ví dụ là đường là CD, CD với cả cái mặt là SAB, SAB. Đấy. Cái mặt SAB của các bạn nó có đang có tính chất đó là gì? Là nó chứa cái đường SA. Em nhớ thì nhìn nhá, nhìn này. Người ta sẽ quy luôn luôn quy về này là khoảng cách từ một đường đến một cái mặt mà nó song song với cả cái đường đấy. Thế chứ nào, nhưng mà nó sẽ chứa đấy. Em nhớ cho thầy nhá, là nó sẽ có như sau này. Các cái phương pháp mà tính khoảng cách giữa hai đường chéo nhau nhá. Hai đường chéo nhau nhá. Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau này. Hai đường chéo nhau. Nhá. Đấy, khoảng cách giữa hai đường chéo nhau thì chúng ta sẽ có phương pháp. Thứ nhất đấy là dựng mặt phẳng song song. Dựng mặt phẳng song song. Tức là chứa đường này và song song với cả đường kia, được chưa nào? Đây chính là cái tình huống này, chứa một đường và song song với đường còn lại, được chưa nào? Và cái tình huống số 2 đấy là dựng mặt phẳng vuông góc. Đấy, thông thường sẽ là như thế này. Và thực ra nó có một cái tình huống số 3 ấy, đấy là gì? Dựng đoạn vuông góc chung. Đoạn vuông góc chung. Được chưa? Đoạn vuông góc chung thì đây chính là cái ba cái phương pháp của các bạn nhá. Thế thì trong cái trong hầu hết các bài toán thì người ta sẽ dùng cái phương pháp đầu tiên để dựng mặt phẳng song song. Nó chứa một đường và song song với đường còn lại nhá. Như vậy thì các bạn thấy rằng là cái khoảng cách từ CD đến mặt SAB này thì các bạn sẽ lấy khoảng cách một cái điểm bất kỳ, được chưa nào? Thì các bạn sẽ lấy ví dụ khoảng cách từ cái điểm C đến cái mặt là SAB. Tại sao lại thế? Tại vì là CD nó đang song song với cả cái mặt là SAB, được chưa? Mà khoảng cách từ C này này thì các bạn thấy rằng đây chính là khoảng cách từ một cái điểm bình thường. Thì chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng chúng ta phải nối qua đường cao, được chưa nào? Thì các bạn nhớ rằng là chúng ta sẽ nối này, nối là CO, nó sẽ cắt cái mặt SAB tại đâu? Tại chính là điểm A. Em nhìn thấy ngay mà, đúng không? Tất cả điểm A ta dẫn ra là cái khoảng cách mà từ C đến cái mặt SAB. Đấy, đây chính là gọi là cái phương pháp gọi là đổi điểm nhá, so với là khoảng cách từ O đến cái mặt SAB, được chưa nào? Thì nó bằng này, cái điểm A sẽ được lặp lại, cái điểm A sẽ được lặp lại. Em lôi điểm C sang cho thầy. C, em lôi cái điểm O sang cho thầy. O. AC mà chia cho AO, AC chia cho AO thì nó gấp đôi. Vậy ta dẫn ra là cái khoảng cách mà từ C ấy đến cái mặt SAB ấy, được chưa? Nó chính là hai lần cái khoảng cách mà từ O đến cái mặt SAB. Được chưa nào? Thế ta dẫn ra được rằng là cái khoảng cách từ O này, khoảng cách từ C đến thì người ta cho bằng 3A, đúng không? Như vậy em nhớ rằng là khi đó thì cái khoảng cách mà từ O đến cái mặt SAB ấy, nó sẽ bằng bằng là gì? Khoảng cách từ C đến mặt SAB này chia cho 2, tức là nó bằng 3 phần 2, đúng không? Đây này, cái khoảng cách từ O này đến cái mặt SAB nó sẽ bằng 3 phần 2. Đấy, được chưa nào? Và bây giờ nhiệm vụ của em ấy là em sẽ đi xác định cho thầy đấy là SO nó bằng bao nhiêu, đúng không? Nào, bây giờ ta sẽ có như sau. Từ O này này, các bạn kẻ đường vuông góc với cả đường giao tuyến. Vuông góc với giao tuyến, đúng không? Vuông góc với giao tuyến tại đây. Các bạn nối vào. Các bạn nối vào cho thầy nhá. Ví dụ đây là tại điểm H đi, vuông góc tại điểm H đi. Các bạn kẻ đường vuông góc với cả SH. Được chưa? Tại K. Được chưa nào? Đấy. Và cái khoảng cách này này, đề bài người ta đang cho ấy, nó chính là OK. Đúng không? O càng 3 phần 2 em nhé. Đấy, em phải nhớ cho thầy là như thế. Như vậy, muốn tính được SO thì em nhớ cho thầy là như sau. Ta có SO đang vuông góc mặt phẳng đáy này. Ta có 1 trên cho là gì? Là OK bình phương. Thì nó bằng 1 trên cho là gì? SO bình phương. Cộng với cả 1 trên cho cái gì em ơi? Là OH bình phương. Vậy ta dẫn ra là 1 trên cho SO bình phương bằng 1 trên cho OK bình phương trừ đi là 1 trên cho OH bình phương. Kết quả nó bằng. Đây, bây giờ em chỉ việc thay số vào thôi. 1 trên cho này OK nó là 3 phần 2. Tất cả bình. Được chưa? Trừ đi 1 trên OH. Em nhớ này. Là cái OH của các bạn đóng vai trò đường trung bình trong cái tam giác ABC. Cho nên nó bằng nửa của BC.
tức là nó bằng căn 3 đúng không? Tại vì cái đoạn này là 2 căn 3 mà, chỗ này nó là căn 3. Tất cả bình. Rồi, thì đây các bạn sử dụng này thì bấm cho thầy xem nó bằng bao nhiêu nhá. Chỗ này sẽ được là 4/9 này, coi như là 4/9. Trừ đi cái chỗ này là 1/3. Rồi, kết quả nó là 1/9. 1/9. 1/9 thì ta suy ra là SO của các bạn ấy nó chính là bằng 9, SO bình phương bằng 9, ta suy ra SO bằng 3. SO bằng 3 em nhá. Đấy, SO nó bằng 3 luôn, được chưa nào? SO bằng 3. Mà SO bằng 3 thì xong rồi. Đấy, các bạn nhìn thấy rằng là cái diện tích đáy thì biết luôn nhá, diện tích của ABCD. ABCD thì có phải nó bằng là 2 căn 3 bình phương không? Kết quả nó bằng là 12 không? Được chưa? Vậy ta dẫn ra là cái thể tích của diện của SABCD là để bạn người ta bắt tính cái thể tích đúng không? Chóp đúng không nào? Vậy kết quả nó bằng 1/3, diện tích đáy nó là 12 nhân chiều cao nó bằng 3 và kết quả cuối cùng nó bằng 12. Ok. 12 em nhá. Đấy. Vậy ta xem là 12 đáp án C. Được chưa nào? Đấy. Ổn chưa? Ổn chưa? Ổn bài này chưa? Được chưa? Đấy. Câu số 10 đúng không? Câu số 10. Đấy chưa? Khai thác cái yếu tố nó gọi là khoảng cách em nhá. Đấy, các bạn phải khai thác được cái yếu tố khoảng cách liên quan đến khoảng cách em nhá. Chưa nào? Ok chưa? Đấy, các bạn thấy không, là các bạn thấy rằng là chúng ta khai thác được cái yếu tố khoảng cách là xong nhá. Được chưa? Ổn chưa? Đấy. Đúng nào? Em nhớ rằng là cái khoảng cách giữa hai đường chéo nhau thì người ta sẽ quy về nhá. Thường người ta sẽ quy về này, dựng mặt phẳng song song, dựng mặt phẳng vuông góc và đoạn vuông góc chung nhá. Đấy. À, thì thông thường thì dựng mặt phẳng song song ấy, thì em nhớ cho thầy là dựng mặt phẳng song song này chắc là nó sẽ phải chiếm đến 90% cái bài toán. Hầu như là sẽ là dựng mặt phẳng song song nhá. Hầu như sẽ là dựng mặt phẳng song song nhá. Nào, ta đến tiếp với bài tiếp theo xem nhá. À, bài số 11. Bài số 11. Đấy, bây giờ là vừa rồi là thầy đã giới thiệu cho các bạn xong về thể tích của cột chóp với ba dạng và điển hình, đó là gì, đường cao, cạnh bên vuông góc mặt đáy này, mặt bên vuông góc ở mặt đáy này, và chóp đều đúng không, chóp đều. Đấy, đấy là ba cái dạng mà nó gọi là nổi bật và hay xuất hiện ở trong đề thi. Thế còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu sang lăng trụ. Lăng trụ thì nó có hai cái dạng phổ biến, đó là lăng trụ mà có cạnh, lăng trụ đứng và lăng trụ xiên các bạn nhé. Nào, ta sẽ đến với cả là cái bài về lăng trụ nhé. Em nhớ rằng lăng trụ đứng ấy là lăng trụ mà có cạnh bên vuông góc mặt đáy, để cho là cạnh bên vuông góc đáy em nhé. Nào, khối lăng trụ đứng, cho khối lăng trụ đứng nhá, có khối lăng trụ đứng nhá. Nào, ta có lăng trụ đứng nhá. Đấy, đây là lăng trụ đứng của các bạn đây. Được chưa? À, em nhớ rằng là lăng trụ đứng là lăng trụ mà có cạnh bên đang vuông góc đáy. Được chưa? Như vậy cái đường cao của các bạn ấy nó chính là cái cạnh bên luôn. Đấy, em phải nhớ cho thầy nhá, được chưa nào? Em phải nhớ cho thầy nhá. Lăng trụ ấy, được chưa? Mà người ta bảo là B phẩy C thì nó bằng 3A, rồi B phẩy C bằng 3A, B phẩy C đây rồi. Bằng 3A. 3A. 3. Được chưa? À, đáy nó là tam giác vuông cân tại đỉnh B, vuông cân tại đỉnh B. Và người ta cho AC thì nó bằng căn 2. Đấy, được chưa nào? Em chưa học lăng trụ à? Rồi. Thế thì nhớ cho thầy là lăng trụ đứng nhá, lăng trụ đứng ấy là lăng trụ mà có cạnh bên đang vuông góc mặt đáy. Được chưa nào? Và cạnh bên vuông góc mặt đáy. Thế thì bây giờ chúng ta mới có là cái tam giác này nó tam giác vuông cân. Đấy, em nhớ cho thầy này là cái cạnh AC nhá thì nó luôn luôn nó bằng cạnh AB nhân với căn 2. Được chưa nào? Đây chính là cạnh huyền cho tam giác vuông cân. Được chưa nào? Có phải xong clip này là ổn phần khối đa diện không thầy? Ừ, xong clip này là ổn cái phần khối đa diện em nhá. Và chúng ta có tương đương với như sau: AC là bằng căn 2 thì nó bằng AB nhân với căn 2. Vậy ta dẫn ra là AB nó bằng 1. Đấy, em nhớ thầy là AB bằng 1 nhá. Như vậy chỗ này bằng 1. Được chưa? À, thầy sẽ phải nói qua một chút cho các bạn là cái thể tích của cái khối lăng trụ nhá. V của lăng trụ thì nó chỉ là diện tích đáy nhân với chiều cao, tức là nó không còn cái số 1 phần 3 nữa em nhá. Đấy, được chưa nào? Em nhớ là diện tích của lăng trụ, thể tích của lăng trụ thì nó không còn số 1 phần 3 nữa. Thể tích của chóp thì nó ra 1 phần 3, nhưng thể tích của lăng trụ thì không còn số 1 phần 3 nữa, nó chỉ là diện tích đáy nhân với chiều cao. Được chưa? Đấy, nhớ cho thầy nhá. Nhớ rằng là tam giác này cũng là vuông tại đây. Được
thế nào đấy. Ta có là cái V của lăng trụ thì nó bằng là diện tích của ABC nhân với chiều cao nó chính là BB phẩy. Được chưa? Đấy. Em có thể chọn là A phẩy, BB phẩy hoặc CC phẩy đều được em nhá. Vậy diện tích của ABC ta tính được ngay. Nó là 1 phần 2 của AB nhân với cả là BC. Và kết quả nó là 1 phần 2 nhân 1 nhân 1 và kết quả nó ra 1 phần 2. Được chưa nào? Thế còn là BB phẩy thì đơn giản thôi, BB phẩy nó bằng căn bậc 2 của là B phẩy C tất cả bình. Em nhìn thấy ngay là B phẩy C tất cả bình trừ đi là BC tất cả bình. Kết quả nó bằng căn bậc 2 của bao nhiêu em ơi? Là gì nhỉ? 3 mà bình phương lên nó là 9 trừ đi là 1. Vậy kết quả nó là 2 căn 2. Rồi, xong hết rồi đấy. Các bạn suy ra là V lăng trụ nó sẽ bằng là 1 phần 2 nhân với 2 căn 2. Kết quả nó bằng căn 2. Rồi. Đáp án B. Được chưa nào? Trong đề thi có phần vật dụng cao về phần này không ạ? Có em nhé, có các cái một số bài thôi như thầy đã nói trong chia sẻ ở ngay cái buổi ngay cái lúc đầu mà thầy lý ý. Thế là gì? Thông thường thì nó sẽ có khoảng độ 80 đến 90% nó sẽ rơi vào những cái bài nó gọi là bài cơ bản. Nó giống như là cái bài các cái bài mà thầy đang chữa cho các bạn ấy. Được chưa nào? Thế còn nó chỉ có khoảng cỡ 10%, 5 hoặc 10% thôi. Nó sẽ là những cái bài nâng cao, tức là nó sẽ có khoảng cỡ là 1 đến 2 bài là cùng thôi. Là bài nâng cao hẳn lên em nhé. Đấy. Được chưa? Rồi chào Ngô Văn Hoàng à. Chào Ngô Văn Hoàng nhá. Đấy, được chưa nào? Rồi. Ta đến tiếp nhá, ta đến tiếp này. Được chưa? Đây là cái bài đầu tiên về cái bài bài đầu tiên của cái lăng trụ. Rất là nhẹ nhàng rồi. Nào bây giờ người ta cho một cái khối lập phương. Em nhớ rằng là khối lập phương là khối mà có tất cả các cái cạnh của các bạn nó sẽ bằng nhau hết. Và hay nói cách khác nhé, là cái khối lập phương này, cái chỗ này là lập phương. Lập phương nhá là 6 mặt, 6 mặt là hình vuông. Được chưa? 6 mặt của em nó sẽ là hình vuông em nhá. Được chưa nào? Chú ý cho thầy nhá, là cái lập phương là 6 mặt nó sẽ là hình vuông nhá. À, chúng ta sẽ có này. Chúng ta có này. Nào, chúng ta có như sau. Chúng ta có này. Đây là A này. AC phẩy à, AC phẩy ok. Đây là B này, đây là C nhá, đây là D nhá, đây là A phẩy này, đây là D phẩy này, đây là B phẩy và đây là C phẩy. Ok, đấy. Phần nâng cao liên quan nhiều đến lớp 11 không ạ? Tất nhiên rồi. Phần nâng cao của các bạn nó sẽ động chủ yếu đến phần lớp 11. Thế nhưng mà sau đó ấy, khi các bạn học sang đến cái phần mà hình học không gian là OXYZ ấy, thì thầy sẽ có những cái phương pháp mà áp dụng được cái phần lớp 12, tức là áp dụng được cái phần nó gọi là phương pháp tọa độ trong không gian, giải quyết những cái bài toán cổ điển của lớp 11 các bạn nhé. Câu này A à, rồi ok rồi các bạn đã ra rồi ok. Nào ta sẽ xem nhé. Câu này thì em nhớ cho thầy này là thể tích của cái khối lập phương ấy, V của lập phương nhá, thể tích của khối lập phương nhá, lập phương này bản chất nó chính là vẫn là diện tích đáy nhân với chiều cao thôi, nó vẫn là cái khối lăng trụ thôi em nhé. Bản chất nó chính là vẫn là khối lăng trụ, được chưa? Nhưng cái này nó có một cái đặc biệt, đấy là tất cả các cạnh của các bạn nó bằng nhau hết. Như vậy là chính là A mũ 3. Diện tích đáy nhân chiều cao, diện tích đáy nó cũng chính là A bình phương. Còn chiều cao nó cũng chính là bằng A. Như vậy nó bằng A mũ 3. Được chưa nào đấy, em nhớ cho thầy nhá. Hay chính là cái chỗ này thầy sẽ ghi như thế này đi. Thầy sẽ ghi như thế này để cho các bạn dễ nhớ đi. Đấy là cạnh mũ 3. Cạnh mũ 3. Đấy, được chưa nào? Thể tích của khối lập phương nó chính là cạnh mũ 3 nhá. Như vậy bài này của các bạn ấy muốn tính thể tích của khối lập phương ấy thì các bạn tính phải tính được cạnh cho thầy nhá. Bây giờ người đề bài người ta cho bảo là AC phẩy. Em nối AC phẩy vào cho thầy. Em nối AC phẩy vào cho thầy. Đấy. Thì bây giờ người ta cho bằng A căn 3. Bây giờ các bạn sẽ nhìn thấy cho thầy là bây giờ chúng ta đang cần đi tìm cái cạnh. Cần đi tìm cạnh thì bây giờ cạnh chưa biết ấy, thì các bạn đặt là x cho thầy. Đặt là x. Nhớ rằng là khối lập phương là 6 mặt là hình vuông cho nên tất cả các cạnh bằng nhau hết. Được chưa nào?
nó là x em nhá. À bây giờ em sẽ xây dựng cái mối liên hệ, xây dựng cái mối liên hệ nào. Bây giờ ta có là AC phẩy mà bình phương nhá, em nhìn này, em nhìn cho thầy này, có phải nó bằng AC bình phương này cộng với cái gì, cộng với CC phẩy bình phương đúng không? Nhưng mà AC mà bình phương ấy thì em nhớ này, AC bình phương này ta lại có là AC bình phương này, nó là cạnh huyền ấy, thì nó bằng AB bình phương cộng với cả là BC bình phương đúng không, và cộng với cả là gì, CC phẩy bình phương. Rồi đây là chính là AC phẩy bình phương đúng không em? Vậy tức là đề bài người ta cho là A căn 3. Ok, như vậy thầy sẽ ghi ở đây là căn 3 nhá. Căn 3 này cho A bằng 1 luôn đấy, để là cho A bằng 1. Thì có phải nó bằng là cái gì? AB bình phương nó chính là x bình phương cộng BC bình phương nó chính là x bình phương cộng với cả đoạn này nó chính là x bình phương, và nó bằng 3 lần x bình phương. Vậy ta dẫn ra là x bình phương nó bằng nó bằng bao nhiêu nhỉ? À, chỗ này phải bình phương nữa đúng không? Bình phương nữa này, được chưa nào? À, như vậy là các bạn sẽ thấy rằng là x của các bạn, x bằng phương 1, vậy ta dẫn ra là x bằng 1 luôn. Úi giời đẹp quá. Thế x bằng 1 thì các bạn sẽ thấy cạnh bằng 1 rồi. Thế thì ta có thể tích nó chính là 1 mũ 3. Và nó bằng 1. Và bài này đáp án A. Ok, chuẩn. Rồi ok, Vũ Nhiên nhá. Vũ Nhiên, ok. Được chưa nào? Đấy, các bạn thấy chưa? Chúng ta bài này phải tìm cạnh thôi. Nhớ cho thầy là như thế nhá. Giải tích của khối lập phương chúng ta tìm cạnh. Được chưa nào? Rồi, xong câu 12 đúng không? Không khó khăn lắm nhá.